ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy. Dạ, con từ mẫn xin thay mặt đại chúng thành kính tri ân thượng tọa minh hạnh đọc kinh lễ bái tam bảo. Dạ, bài học hôm nay giáo trình trung bộ kinh Majjhima Nikaya, dạ, sẽ do thượng tọa Tuệ Quyền giảng giải. Dạ, con thành kính cúi đầu đảnh lễ thượng tọa Giác Đẳng. Con hình như không thấy ngài Tuệ Siêu. Dạ, con kính cung thỉnh ngài thượng tọa Giác Đẳng Từ Bi Quang Hỷ dẫn nhập bài học hôm nay. Con mái con không thấy ngài. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy. Dạ, con kính nhân mất thầy ngài. Rất là lạ nè, ngày hôm qua chúng tôi vô tình bấm nhầm, đưa tay lên thì mọi người nhanh chóng thấy, còn bữa nay thì cái mặt mình ở đó mà không ai thấy, tôi vẫn cũng không thấy luôn. Anh Nam Mô Bổn Thầy nha. Kính lễ Phật, kính lễ Pháp, kính lễ Tăng, kính chào Thượng Tôn Đức và kính chào tất cả quý đạo hữu Phật tử. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học bài kinh xà dụ hay là ví dụ con rắn. Ở trong bài kinh này có những triết lý rất là quan trọng. Triết lý đối với người tu, thứ nhất là về cái việc mà tu tập ở trong giáo pháp này không nên hiểu kinh điển một cách sai lạc. Thứ hai nữa là ngay cả cái việc học hỏi giáo pháp khi học Phật pháp bằng trí nhớ chưa đủ mà còn phải lãnh hội chân xác và ứng dụng đúng cách, và thứ ba là giáo pháp để học hiểu, để thực hành dẫn đến giác ngộ giải thoát chứ không phải để chấp thủ. Ở trong bài kinh này sự thật thì Đức Phật ngài dạy có nhiều cái thí dụ, nhưng mà cái thí dụ đầu tiên là thí dụ về một người bắt rắn. Sự thật ra thì chữ Alagadda rắn, chắc có lẽ đây là con rắn hổ, rắn độc chứ không phải là rắn nước như ở trong bài kinh đại dịch. Vì nếu là rắn nước thì một người họ bắt rắn, họ quấn ở chung quanh thì rắn nước nó cũng không có cắn chết.
chỉ có rắn hổ không biết cách bắt thì nó cắn chết. Khi mà học giáo pháp của vị, học nắm sai lầm đất thì bị tai hại. Còn cái thí dụ kế tiếp là thí dụ vị chiếc bè hay là những đoạn khác như là ngày mai, ngày mốt, ngày mai chúng ta sẽ học tiếp tục với những đoạn khác, nhưng hôm nay thì chúng ta chỉ học đến cái đoạn thứ ba, tức là nói về cái ví dụ người bắt rắn và ví dụ về chiếc bè mà thôi. Và bây giờ thì trước nhất là chúng ta hãy nghe chính kinh, nghe kinh văn của bài kinh ví dụ con rắn này, và sau đó sẽ cung thỉnh thượng tọa hôm nay thượng tọa Tuệ Quyền giảng. Quý vị có thấy thượng tọa Tuệ Quyền có mặt ở trong rừng không? Có, thượng tọa Tuệ Quyền có mặt ở trong rừng. Rất là hoan hỷ hôm nay thượng tọa Tuệ Quyền có thể vào rừng để làm cái phần sự của mình, thuyết giảng bài học. Và bây giờ thì xin mời cô Tư Mẫn Quan Hỷ đọc cho chính kinh của bài học. Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, con xin thay mặt đại chúng thành kính tri ân Ngài Thượng Tọa Tề Siêu đã từ bi quan hỷ dẫn nhập bài học hôm nay. Và sau đây con xin đọc bài chánh kinh. Kinh ví dụ con rắn. Alagadu Bama Sutta, phân đoạn 105 đến 107. Tên kinh lấy từ một ví dụ ở trong phần đầu của pháp thoại. Trong dụ ngôn này, người học Phật pháp phải cẩn trọng và khéo léo như người bắt rắn. Sự vụng về có thể mang lại hậu quả tai hại. Trước kinh, bài kinh này còn có tên thuần Hán Việt là kinh Xà Dụ. Tùy theo Aritha có quan điểm là theo sự hiểu biết của mình về lời dạy, về lời Phật dạy, con xin sám hối, thì hưởng thụ dục lạc không ngăn ngại lời sống chánh, lời sống phạm hạnh. Các vị tỳ kheo khác đã có phản ứng rằng quan niệm như vậy là không đúng với pháp của Phật. Dù vậy, tỳ kheo Aritha vẫn khư khư chấp giữ quan điểm của mình. Câu chuyện được trình lên Đức Phật. Bậc đạo sư cho gọi tỳ kheo Aritha để huấn thị. Rồi Ngài đã dùng nhiều thí dụ về để nói về sự nhận thức giáo pháp. Nhận thức về bản thân, nhận thức về thế giới, đau, khổ và con đường thoát khổ. Bài kinh này mang những ý nghĩa rất căn bản về giáo lý vô ngã và nói về sự sai lầm của chấp cũng như ngã chấp. 105. Khi tỳ kheo cố tình hiểu sai lời Phật dạy, Aritha trước khi xuất gia là người huấn luyện chim ưng hay chim điêu cùng họ với cần cờn. Sau khi xuất gia,
thường giao hảo với những phần tử xấu trong giới xuất gia và thường đưa ra những quan điểm lệch lạc về giáo pháp. Chính do vị tỳ kheo này mà một trong 13 điều luật tăng tàn được chế định. Qua đó một tỳ kheo chấp giữ quan kiến lầm lạc, đi ngược với giáo pháp, thì chư tỳ kheo có thể tác pháp dế mà cản ngăn u khề pa nì gia cầm mà, nếu không thay đổi thì bị tội tăng tàn với hình phạt cấm phòng. Vị này tuyên bố, theo tôi hiểu những gì Đức Phật dạy là chướng ngại, không hẳn là chướng ngại đối với người làm những điều đó. Ta thà hằng pha ga wa ta thầm mần đề si tầm a già nà mi gia thà về mấy ăn ta ra di cà thầm mà vút ta pha ga wa ta tề ba ti sề wa tô nà lần ăn ta ra già già ti. Điều này hàm nghĩa là Đức Phật chế định luật nghi có thể do phương tiện mà nói, thay vì hình ảnh đẹp của tăng chúng mà chế định, chứ không nhất thiết có giá trị trong mọi trường hợp. Kinh văn như vậy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở Xào Vá Thì Xá Vệ tại Chê Ta Qua Na Kỳ Đà Lâm vườn ông A Nà Tha Bình Đi Cát cấp cô độc. Lúc bấy giờ tỳ kheo tên Aritha xưa làm nghề huấn luyện chim ưng, khởi lên ác tà kiến như sau. Theo như ta hiểu pháp Thế Tôn thuyết giảng, khi thọ dụng những pháp được Thế Tôn gọi là chướng ngại pháp, thật sự không có chướng ngại gì. Một số đông tỳ kheo nghe như sau. Tỳ kheo tên Aritha xưa làm nghề huấn luyện chim ưng khởi lên ác tà kiến như sau. Theo như ta hiểu pháp Thế Tôn thuyết giảng, khi thọ dụng những pháp được Thế Tôn gọi là chướng ngại pháp, thật sự không có chướng ngại gì. Rồi những tỳ kheo ấy đi đến chỗ tỳ kheo Aritha xưa làm nghề huấn luyện chim ưng. Khi đến xong, liền nói với tỳ kheo Aritha xưa làm nghề huấn luyện chim ưng như sau: Này hiền giả Aritha, có đúng sự thật rằng hiền giả khởi lên ác tà kiến như sau? Theo như tôi hiểu, thật sự không có chướng ngại gì. Thật sự là vậy, chư hiền. Theo như tôi hiểu, không có chướng ngại gì. Rồi những tỳ kheo ấy muốn tỳ kheo Aritha xưa làm nghề huấn luyện chim ưng từ bỏ ác tà kiến ấy, liền cật vấn, nạn vấn lý do thảo luận. Hiền giả Aritha, chớ nói như vậy, chớ xuyên tạc Thế Tôn. Xuyên tạc Thế Tôn là không tốt. Thế Tôn không có nói như vậy, hiền giả Aritha. Thế Tôn đã dùng nhiều pháp môn thuyết chướng đạo pháp, và những ai thọ dụng chúng tự đủ bị chướng ngại. Thế Tôn đã thuyết các dục vui ít khổ nhiều, não nhiều, do vậy nguy hiểm càng nhiều hơn. Thế Tôn đã thuyết các dục được ví như khúc xương. Thế Tôn đã thuyết dục được ví như một miếng thịt. Thế Tôn đã thuyết các dục ví như bó đuốc cỏ khô. Thế Tôn đã thuyết các dục được ví như hố than hừng. Thế Tôn đã thuyết các dục được ví như cân mộng. Thế Tôn đã thuyết các dục được ví như vật dụng cho mượn. Thế Tôn đã thuyết các dục được ví như trái cây. Thế Tôn đã thuyết các dục vọng được ví như lò thịt. Thế Tôn đã thuyết các dục vọng được ví như gậy nhọn. Thế Tôn đã thuyết các dục được ví như đầu rắn. Vui ít khổ nhiều, não nhiều, và do vậy nguy hiểm càng nhiều hơn. Tỳ kheo Aritha xưa làm nghề huấn luyện chim ưng, dầu được các tỳ kheo ấy cật vấn, chất vấn, thảo luận, vẫn nói lên ác tà kiến ấy, cứng đầu, chấp chặt, nắm chặt tà kiến ấy. Thật sự là vậy. Theo như tôi hiểu, pháp Thế Tôn thuyết giảng không có chướng ngại gì. Vì các tỳ kheo không thể làm cho tỳ kheo Aritha xưa làm nghề huấn luyện chim ưng từ bỏ ác tà kiến ấy, nên họ đến chỗ Thế Tôn ở, đi đến xong đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên.
Sau khi ngồi xuống một bên, những tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, tỳ kheo Aritha xưa làm nghề huấn luyện chim ưng, khởi lên ác tà kiến như sau. Theo tôi hiểu, pháp Thế Tôn thuyết giảng không có chướng ngại gì. Bạch Thế Tôn, chúng con nghe, tỳ kheo tên Aritha xưa làm nghề huấn luyện chim ưng, không có chướng ngại gì. Bạch Thế Tôn, rồi chúng con đi đến chỗ tỳ kheo Aritha xưa làm nghề huấn luyện chim ưng. Khi đến xong, liền nói với tỳ kheo Aritha xưa làm nghề huấn luyện chim ưng: Này hiền giả Aritha, có đúng sự thật chăng? Hiền giả, khởi lên ác tà kiến như sau. Theo như tôi hiểu, thật sự không có chướng ngại gì. Bạch Thế Tôn, khi nghe nói vậy, tỳ kheo Aritha xưa làm nghề huấn luyện chim ưng nói với chúng con như sau: Thật là vậy, chư hiền, theo như tôi hiểu, thật sự không có chướng ngại gì. Bạch Thế Tôn, chúng con muốn khiến tỳ kheo Aritha xưa làm nghề huấn luyện chim ưng từ bỏ ác tà kiến ấy, liền cật vấn, nạn vấn, lý do thảo luận. Hiền giả Aritha nói như vậy, chớ xuyên tạc Thế Tôn. Xuyên tạc Thế Tôn là không tốt. Thế Tôn không có nói như vậy, hiền giả Aritha. Thế Tôn đã dùng nhiều pháp môn thuyết chướng đạo pháp, và những ai đã thọ dụng chúng tự đủ bị chướng ngại. Thế Tôn đã thuyết các dục vui ít khổ nhiều, não nhiều, do vậy nguy hiểm càng nhiều hơn. Thế Tôn đã thuyết các dục được ví như hút xương. Thế Tôn đã thuyết các dục được ví như đầu rắn, vui ít khổ nhiều, não nhiều, và do vậy nguy hiểm càng nhiều hơn. Bạch Thế Tôn, tỳ kheo Aritha xưa làm nghề huấn luyện chim ưng, dầu được chúng con cật vấn, nạn vấn, lý do thảo luận, vẫn nói lên tà kiến ấy, cứng đầu, chấp chặt, nắm chặt tà kiến ấy. Thật sự là như vậy, theo tôi hiểu, pháp Thế Tôn thuyết giảng không có chướng ngại gì. Bạch Thế Tôn, vì chúng tôi không thể làm cho tỳ kheo Aritha xưa làm nghề huấn luyện chim ưng từ bỏ ác tà kiến ấy, nên chúng con đến hỏi Thế Tôn ý nghĩa này. Rồi Thế Tôn cho gọi một tỳ kheo khác: Này tỳ kheo, hãy đi và nhân danh ta gọi tỳ kheo Aritha xưa làm nghề huấn luyện chim ưng rằng: Hiền giả Aritha, bậc đạo sư gọi hiền giả. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Tỳ kheo ấy vâng lời Thế Tôn đến chỗ tỳ kheo Aritha xưa làm nghề huấn luyện chim ưng. Sau khi đến, liền nói với tỳ kheo Aritha xưa làm nghề huấn luyện chim ưng: Hiền giả Aritha, bậc đạo sư gọi hiền giả. Thưa vâng, hiền giả. Tỳ kheo Aritha xưa làm nghề huấn luyện chim ưng đáp lời tỳ kheo ấy đi đến chỗ Thế Tôn ở. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, Thế Tôn nói với tỳ kheo Aritha xưa làm nghề huấn luyện chim ưng đang ngồi xuống một bên: Này Aritha, có thật chăng ông khởi lên ác tà kiến sao? Theo như thật sự không có gì. Thật sự là vậy, bạch Thế Tôn, theo như con hiểu, thật sự không có chướng ngại gì. Này kẻ ngu si kia, sao ông lại hiểu pháp ta thuyết giảng như vậy? Này kẻ ngu si kia, có phải chăng ta đã dùng nhiều pháp môn thuyết chướng đạo pháp, và những ai thọ dụng chúng tự đủ bị chướng ngại? Ta đã thuyết các dục vui ít khổ nhiều, não nhiều, do vậy nguy hiểm càng nhiều hơn. Ta đã thuyết các dục được ví như khúc xương. Ta đã thuyết các dục được ví như miếng thịt, được ví như bó đuốc, cỏ khô, được ví như hố than hừng, được ví như cơn mộng, được ví như vật dụng cho mượn, được ví như trái cây, được ví như lò thịt, được ví như gậy nhọn. Ta đã thuyết các dục được ví như đầu rắn, vui ít khổ nhiều, não nhiều, và do vậy nguy hiểm càng nhiều hơn. Và này kẻ ngu si kia, không những ông xuyên tạc ta, vì ông đã tự chấp thủ, ông tự phá hoại ông và tạo lên nhiều tổng đức. Này kẻ ngu si kia, và như vậy sẽ đưa đến bất hạnh và đau khổ lâu dài cho ông. Rồi Thế Tôn gọi các tỳ kheo: Chư tỳ kheo, các ông nghĩ thế nào? Tỳ kheo Aritha xưa làm nghề huấn luyện chim ưng này
có thể gợi lên tia lửa sáng gì trong pháp luật này không? Bạch Thế Tôn, làm sao có thể được? Không thể được Bạch Thế Tôn. Được nói vậy, tỳ kheo Aritha xưa làm nghề huấn luyện chim ưng, im lặng hổ thẹn, thụt vai, cúi đầu, lo âu, câm miệng. Rồi Thế Tôn sau khi biết được tỳ kheo Aritha xưa làm nghề huấn luyện chim ưng đang im lặng, hổ thẹn, thụt vai, cúi đầu, lo âu, câm miệng, bèn nói với tỳ kheo Aritha xưa làm nghề huấn luyện chim ưng: này kẻ ngu si kia, người ta sẽ được biết ông qua ác tà kiến của chính ông. Ở đây ta sẽ nói các tỳ kheo. Rồi Thế Tôn gọi các tỳ kheo: chư tỳ kheo, các ông có hiểu pháp ta thuyết giảng giống như tỳ kheo Aritha xưa làm nghề huấn luyện chim ưng này, không những đã xuyên tạc ta vì đã tự chấp thủ sai lạc mà còn tự phá hoại mình và gây nên nhiều tổn đức. Bạch Thế Tôn, không bạch Thế Tôn, Thế Tôn đã dùng nhiều pháp môn thuyết chướng đạo pháp và những ai thọ dụng chúng tự đủ bị chướng ngại. Thế Tôn đã thuyết các dục vui ít khổ nhiều, não nhiều, do vậy nguy hiểm càng nhiều hơn. Thế Tôn đã thuyết các dục ví như khúc xương như trên. Thế Tôn đã thuyết các dục ví như đầu rắn, vui ít khổ nhiều, não nhiều, và do vậy nguy hiểm càng nhiều hơn. Lành thay chư tỳ kheo, lành thay chư tỳ kheo, các ông như vậy chư kheo, ta đã dùng nhiều pháp môn thuyết chướng đạo pháp và những ai thọ dụng chúng tự đủ bị chướng ngại. Ta đã thuyết các dục vui ít khổ nhiều, não nhiều, và do vậy nguy hiểm càng nhiều hơn. Ta đã thuyết các dục ví như khúc xương như trên. Ta đã thuyết các dục ví như đầu rắn, vui ít khổ nhiều, não nhiều, và do vậy nguy hiểm càng nhiều hơn. Nhưng tỳ kheo Aritha xưa làm nghề huấn luyện chim ưng, không những xuyên tạc ta vì đã tự chấp thủ sai lạc mà còn tự phá hoại mình và tạo lên nhiều tổn đức, và như vậy sẽ đưa đến bất hạnh đau khổ lâu ngày cho kẻ ngu si ấy. Thật sự này các tỳ kheo, sự kiện này không xảy ra, người ta có thể thọ dụng các dục ngoài các dục, ngoài các dục tưởng, ngoài các dục tầm. 106. Ngay cả sự học hỏi giáo pháp nếu không đúng cách cũng có những nguy hiểm. Chỉ học Phật pháp bằng trí nhớ chưa đủ mà còn cần lãnh hội chân xác và ứng dụng đúng cách. Ví dụ con rắn. Kinh văn: chư tỳ kheo, ở đây có một số người ngu si học pháp như kinh, ứng tụng, giải thuyết, kệ tụng, cảm hứng ngữ, như thị ngữ, bổn sanh, vị tằng hữu pháp, phương quảng. Sau khi học các pháp này, họ không quán sát ý nghĩa những pháp ấy với trí tuệ. Những pháp ấy vì ý nghĩa không được trí tuệ quán sát nên không trở thành rõ ràng. Họ học các pháp chỉ vì lợi ích muốn chỉ trích người khác, chỉ vì lợi ích muốn khoái khẩu biện luận, và họ không đạt được mục tiêu mà sự học pháp hướng đến. Những pháp ấy vì nắm giữ sai lạc nên đưa họ đến bất hạnh đau khổ lâu dài. Vì sao vậy này các tỳ kheo? Vì nắm giữ sai lạc các pháp. Chư tỳ kheo, ví như một người ưa muốn rắn nước, tìm cầu rắn nước, đi khắp chỗ để tìm rắn nước. Người đó thấy nước lớn và người đó bắt con rắn ấy ở lưng hay ở đuôi. Con rắn ấy có thể quay lại cắn người đó nơi tai, nơi cánh tay hay một phần nào khác của cơ thể, và người đó có thể do nhân này mà bị chết hay bị đau khổ gần như chết. Vì sao vậy? Chư tỳ kheo, vì nắm bắt con rắn một cách sai lạc. Cũng vậy này các tỳ kheo, ở đây một số người ngu si học pháp. Chư tỳ kheo, vì sự chấp thủ các pháp sai lạc. Ở đây này các tỳ kheo, một số thiện nam tử học pháp như kinh, ứng tụng, giải thuyết, kệ tụng, cảm hứng ngữ, như thị ngữ, bổn sanh, vị tằng hữu pháp, phương quảng. Sau khi học các pháp này, thọ quán sát ý nghĩa những pháp ấy với trí tuệ. Những pháp ấy vì ý nghĩa được trí tuệ quán sát nên trở thành rõ ràng. Họ học pháp không vì lợi ích muốn chỉ trích người khác, không vì lợi ích muốn khoái khẩu biện luận,
và họ đạt được mục tiêu mà sự học pháp hướng đến. Những pháp ấy vì khéo nắm giữ nên đưa họ đến hạnh phúc, an lạc lâu dài. Vì sao vậy này các tỳ kheo? Vì khéo nắm giữ các pháp. Chư tỳ kheo, ví như một người ưa muốn rắn nước, tìm cầu rắn nước, đi khắp chỗ để tìm rắn nước. Người đó thấy một con rắn nước lớn, người đó có thể khéo đè con rắn nước với cây gậy có nạn. Sau khi khéo đè với cây gậy có nạn, người đó có thể khéo nắm giữ cổ rắn. Chư tỳ kheo, dầu cho con rắn nước ấy có thể cuốn thân nó xung quanh tay, hai cánh tay, hai một thân phần nào khác, người đó cũng không vì nhân duyên ấy đi đến chỗ chết hay đến sự đau khổ gần như chết. Vì sao vậy? Chư tỳ kheo, vì khéo nắm giữ con rắn nước như vậy. Cũng như vậy chư tỳ kheo, ở đây một số thiện nam tử học pháp, chư tỳ kheo vì khéo nắm giữ các pháp ấy. Do vậy các tỳ kheo hãy hiểu rõ ý nghĩa lời ta thuyết giảng và thọ trì như vậy. Nếu có ai không hiểu rõ ý nghĩa lời ta thuyết giảng thì ở nơi đây các ông hãy hỏi ta hay hỏi những bậc tỳ kheo trí thức. 107. Chấp thủ chánh pháp là điều sai, mà chấp thủ tà pháp còn sai hơn. Giáo pháp để học hiểu, thực hành dẫn đến giác ngộ giải thoát, chứ không phải để chấp thủ. Ví dụ chiếc bè. Kinh văn, chư tỳ kheo, ta giảng pháp cho các ông ví như chiếc bè để vượt qua, không phải để nắm giữ lấy. Hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ giảng. Thưa vâng bạch Thế Tôn, những tỳ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn thuyết giảng như sau: này các tỳ kheo, ví như có người đang đi trên con đường lớn dài đến một vùng nước rộng. Bờ bên này nguy hiểm và hải hùng, bờ bên kia an ổn và không kinh hại, nhưng không có thuyền để vượt qua, hay không có cầu bắc qua từ bờ sông này bến bờ đến bờ kia. Người đó tự suy nghĩ đây là vùng nước rộng, bờ bên này nguy hiểm và hải hùng, bờ bên kia an ổn và không kinh hại, nhưng không có thuyền để vượt qua, hay không có cầu bắc qua từ bờ này đến bờ kia. Này ta đã thâu góp cỏ, cây, nhánh lá, cột lại thành chiếc bè, và dựa lên chiếc bè này tinh tấn dùng tay chân để vượt qua bờ bên kia một cách an toàn. Chư tỳ kheo, rồi người đó thâu góp cỏ, cây, nhánh lá, cột lại thành chiếc bè, và nhờ chiếc bè này tinh tấn dùng tay chân vượt qua bờ bên kia một cách an toàn. Khi qua bờ bên kia rồi, người đó suy nghĩ, chiếc bè này lợi ích nhiều cho ta, nhờ chiếc bè này ta tinh tấn dùng tay chân để vượt qua bờ bên kia một cách an toàn. Này, ta hãy đội chiếc bè này lên đầu hay vác nó trên vai và đi đến chỗ nào ta muốn. Chư tỳ kheo, các ông nghĩ thế nào? Chư tỳ kheo, nếu người đó làm như vậy thì có làm đúng hay sử dụng một chiếc bè chăng? Bạch Thế Tôn, không. Chư tỳ kheo, người đó phải làm thế nào cho đúng sử dụng của chiếc bè? Ở đây, tỳ kheo, người đó sau khi vượt qua bờ bên kia có thể suy nghĩ, chiếc bè này lợi ích nhiều cho ta, nhờ chiếc bè này ta tinh tấn dùng tay chân đã vượt qua bờ bên kia một cách an toàn. Này, ta đã kéo chiếc bè này lên trên bờ đất khô hay nhận chìm xuống nước và đi đến chỗ nào ta muốn. Chư tỳ kheo, làm như vậy, người đó làm đúng sử dụng chiếc bè ấy. Cũng vậy này chư tỳ kheo, ta thuyết pháp như chiếc bè để vượt qua, không phải để nắm giữ lấy. Chư tỳ kheo, các ông cần hiểu ví dụ cái bè, chánh pháp còn phải bỏ đi, huống nữa là phi pháp. Dạ. Nam mô Bố Tha Giá. Từ Mẫn con đã đọc xong bài chánh kinh. Dạ. Con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Tệ Quyền Từ Bi Quan Hỷ giảng giải bài học hôm nay cho chúng con. Nam mô Bố Tha Giá. Con thành kính tri ân quý sư và quý đạo tràng. Kính cảm ơn Sư Nhật Quỳnh.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sơn Khai, để như thưa đại chúng có nghe rõ không ạ? Dạ thưa quý vị có nghe rõ, và cảm ơn cô Nhật Quỳnh, cảm ơn đại chúng. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp và chúng tăng kính lễ đến Sư Phụ Thị Siêu, Thượng Thật Đẳng, Thượng Thật Pháp Đăng, Thượng Thật Pháp Tân, Tổng Minh Hạnh, để Đức Phật tính Đức Tùy Tri, Sư Nguyên Thông cùng Sư Thăng đang hiện diện. Xin chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử và xin bắt đầu vào thời gian. Arahang Samma Sambuddho Phakkawa Buddhang Phakkawantang Apiwadi Miswakato Phakkawata Thammo Thammang Namasami Supatipanno Phakkawato Savaka Sangho Sangkhang Namami. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ơn đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Bây giờ quy được Tam Bảo hàng giới hộ đến chư tôn đức tăng quý tu nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bụt Thầy nhé. Và cái bạch của ngài, kính thưa toàn thể quý vị, có lẽ cái bài kinh xài dụ hay là ví dụ người bắt rắn và chiếc bè qua sông thì có lẽ là không lạ lùng gì đối với chư Phật tử và đạo tràng. Nhưng điều mà để hiểu trên cái tinh thần đúng pháp thì cái điều này chúng ta phải xét lại. Có thể nói bài kinh này đã lột tả tất cả những gì từ xưa cho tới hôm nay của tất cả những người tham cứu, những người tu tập, những người hiểu biết về pháp và những người thực hành Phật pháp. Chúng ta cho rằng chúng ta là người đệ tử Phật có quy y Tam Bảo, rồi ngay cả chúng ta nghĩ rằng chúng ta được là đệ tử của vị thầy này, đệ tử của vị hòa thượng thượng tọa cao sư danh đồ như thế này như thế kia. Tất cả những điều đó chẳng qua chúng ta chỉ nấp bóng, hay là có một số người tham cứu một phần kinh văn kinh điển cũng cho rằng ta thông rành giáo lý này giáo lý kia, hay là có một số người học cao hơn, cứ như nghĩ rằng mình học cái giáo lý thượng thừa, cái giáo lý đại thừa, cái giáo lý cao cấp của Phật cũng có chừng. Cho nên tất cả chúng ta có thật sự đã nắm, thật sự đã cầm, thật sự đã thực nghiệm, thật sự đã có kết quả an lạc trong pháp và luật mà trong lời dạy của Đức Phật chưa? Ví dụ tỳ kheo Arittha chỉ nói một quan điểm thôi, dục ông ta nói là vô ích, dục thì lời Đức Phật là vô ích khổ nhiều sự não hại nhiều hơn, nhưng ông ta nói không có sao. Phật ngài vẫn nói rằng là dục tức là thọ hưởng ngũ dục thì nó không có cái gì gọi là đau khổ, không gì gọi là nguy hiểm. Thì chúng ta hiểu trên thần như vậy, đọc theo buổi đầu tiên thì chúng ta thấy chúng ta nghe như vậy, chúng ta thấy tỳ kheo Arittha đã sai đoạn đầu. Những điều mà có thể nói rằng là cái dục này nó còn hàm tận rất là lớn, không chỉ là dục tức là thọ hưởng ngũ dục sắc đẹp thiết hay mùi thơm, sắc đẹp thiết hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, mà ở đó cái dục tầm cầu này, đây chính là cái pháp dục nó lại càng rộng hơn nữa. Kính thưa quý vị, rộng lắm. Chúng ta luôn luôn tự cho mình hiểu về Phật pháp mà hiểu như thế nào, rồi chúng ta là người hay bị nhân danh công lý cho rằng trong kinh nói như vậy, trong kinh là kinh nào, lời dạy của Phật, có đôi khi người ta nấp vào cái bóng của Phật để nhân danh công lý để mà làm bà cũng như là đi theo cái mục đích của chính mình, mà sự nhân danh công lý đó lấy Phật ra để mà nói. Nào chỉ thí dụ bây giờ chúng ta nói rằng có kể như là khởi lên một cái tâm niệm, bây giờ người đó đang ác mà khởi lên một thiện tâm, đó cũng là tâm Phật. Chúng ta nói như vậy là biết chúng ta không có chúng ta giải dụ một cách thái quá. Tâm Phật không phải là chỉ cái tâm coi như là tự nhiên bây giờ lánh ác làm lành, đó là tâm Phật. Thì nói theo cách khuyến tu, chúng ta nó bỏ ác làm thiện, chứ không bỏ ác để chúng ta thực hành cái tâm của Phật. Đây cũng là một cách nói mà bây giờ phóng hạ đầu đau lập địa thành Phật thì nói câu chung chung vậy được. Nhưng nếu mà chúng ta nói rằng bây giờ người ấy hiện hữu tâm của Phật, hay là trong những cái đoạn văn, đoạn cải lương, hay là đoạn trích thuật những cái câu chuyện này, câu chuyện nhà thiền, câu chuyện
ngủ ngâu này ngủ ngâu nọ, hay là một cái câu mà chúng ta bằng một cái chuyện đó chúng ta giả dụ và chúng ta chứng minh lên là đây là người ấy đã có sự hối hận, người ấy đã khởi lên cái thiện tâm biết đúng sai. Thì khi chúng ta học hiểu Phật pháp thì cái đúng cái sai, tức là cái thiện cái ác đó, người đó hối hận cái việc ác mình đã làm để quay về thực hành theo lời Phật dạy, chứ không phải là khởi lên cái tâm của Phật. Chúng ta phải hiểu như vậy đó. Thì khi như vậy thì tâm của chúng ta nó rất là an vui, nó rất là tốt đẹp. Còn nếu như mà không thì chúng ta rất là nguy hiểm, bởi chúng ta chạy theo cái gì chưa nói được. Nhiều khi có một số người nhân danh công lý nói ở giờ mình ta thay Phật hồi tòa giảng pháp Như Lai, vì ta thay Phật ta nói như thế này nói như thế kia, người ta nói rằng người ta chỉ nói như vậy mong rằng cho người ấy làm lành làm thiện, làm lành làm thiện thì đúng, nhưng chúng ta không thể nói rằng họ thay Phật được. Họ thay Phật để mà để họ coi như là họ hiện, họ tái hiện coi như Phật giao cho họ một sứ mệnh hay truyền trao cho họ cái mật khải này, một cái huyền cái kia, không có giáo lý này, không có cái tinh thần Phật pháp này, không có cái tinh thần đó. Mà những lời dạy của Ngài đã nói ra không có một ai mà gọi là thay thế ngang bằng Phật, mà thay Phật ngồi tòa để giảng pháp Như Lai, những con đường đưa đến sự chấm dứt khổ đau. Chúng ta đọc lại cái kinh văn của chuyển pháp luân cũng vậy, đây là con đường đưa đến, thí dụ như đây là con đường thụ hưởng ngũ dục, đó chính là khổ đau. Và con đường khổ hạnh nó cũng là khổ đau hại cho thân xác. Như Lai chỉ dạy con đường trung đạo. Thì con đường trung đạo, chứ con đường trung đạo đó đó, con đường trung đạo đó chúng ta cũng thấy rất là đa dạng, rất là đa hệ. Ai cũng nói rằng mình tu theo trung đạo, hay là ai cũng tự cho rằng mình Đức Phật ngày thuyết về vô ngã. Chúng ta phá ngã phá chấp hết đi, đừng có chấp cái này, đừng có chấp cái kia. Rồi có đôi khi vì cái chỗ mà nó không chấp đó đó, cho nên đó, chúng ta lãng quên cái gì, lãng quên cái giới luật. Tôi nghĩ rằng là chúng ta nhập thế, chúng ta vào đời, cho nên chúng ta phải buông bỏ, chúng ta phải sống với đời. Chúng ta vào hang cọp mới là mới bắt được con cọp. Thì nói như vậy thì chúng ta chưa có đủ cái khả năng và trình độ đâu. Chỗ mà nó nhập thế đó, cuộc kỳ thế nó nhập mình luôn. Rồi nhân danh công lý nói rằng Phật giáo, Phật pháp á, có như là phổ độ quần sanh, có như là bất ly thế gian thì cũng không được, cứ như là Phật pháp coi như là phải tùy thuận thế gian vào đời, cho nên là thế gian pháp, mà thế gian pháp cho nên chúng ta phải đi theo thế gian pháp, và chúng ta kéo họ về cái điều này nó rất là khó chứ không phải là đơn giản. Cũng như kính thưa quý vị, khi mà đi lễ tụng niệm cho quý Phật tử có những cái tụng, ví dụ như bây giờ chúng tôi nói, ví dụ bây giờ đi, họ nói rằng ở giờ xưa cúng cơm cúng cho cha cho mẹ con để cho cha mẹ con đói, thì đây chính là một cái vận dụng là chúng ta cúng. Chúng tôi cúng xong rồi chúng tôi mới từ từ chúng tôi nói cúng người thân ăn không có được, nhưng cúng ở đây là cúng đó cho quý vị, cúng cái tình quý vị mong cho cha cho mẹ được no ấm. Nhưng sự thật ra cha mẹ không có đụng, không ăn cái này mà nó ăn cái thức thật kìa, cái vật thực này là cho cái kiếp người, thì mình nói giải thích rõ như vậy. Và họ làm nghi lễ để người khác, không có phải mà trách phiền hay là nói này nói kia. Nhưng cứ thưa quý vị, họ bốc vào, nếu như họ là ngạ quỷ toàn là lửa không, thì cho cha mẹ ăn lửa hả? Thì khi đó chúng tôi không nói, chúng tôi nói bây giờ chúng tôi tạm gọi, tức là chúng ta báo cho cái vong linh nó biết bây giờ nó nghe kinh để mà từ đó mà siêu thoát bằng cái thức thực này, người thân tưởng nhớ thương nhớ nè. Thì kính thưa quý vị, ngay khi đó chúng tôi không bác ngay lúc đó, bởi vì họ chưa có đủ cái sự nhận thức. Và chúng ta thực hành, nhưng chúng ta nói cho họ biết cái lý như vậy, và sau đó chúng tôi
chúng tôi cũng vẫn cúng, nhưng chúng tôi nó cúng vẫn để đọc những kinh văn, và sau đó từ từ thì họ mới nói cho họ nghe. Sự thật ra người thân của quý vị không phải ăn những cái này mà phải dùng cái thức thực, cho nên chúng ta phải cúng dường cho một miếng cơm, miếng bánh gì đó, một miếng vải gì đó đến cho đại chúng tham gia. Thì cái cách đó, chúng tôi ví dụ một cái hành động nhỏ thôi, thì cái đó chúng ta vào đời chúng ta tùy thuận một chút xíu, chúng ta chấp nhận làm, nhưng cái hướng tâm của chúng ta làm để cho họ hiểu, chứ phải làm mà để đi theo họ. Rồi cúng cho họ xong mới là bây giờ cúng, bây giờ cái nhớ vong linh được nó ấm nhờ cái sự cúng kiến này. Không có một ông thầy, một ni, một tăng nào mà cúng cho vong xong nó mất một hộp cơm, nó vơi đi một miếng nước, không bao giờ có trên cuộc đời này. Nhưng cái tình, nếu cái tình thương nhớ thì chúng ta phải làm gì cho nó đúng, đúng pháp. Thì kính thưa quý vị, cái vào đời đó nó như thế đó, chứ không phải là ta kêu mình làm là mình làm, và mình rồi người mình không làm là tại sao mình không làm, và mình làm là tại sao mình làm. Mình làm thì đi cái chỗ nào bắt rắn, đi chụp con rắn, họ đưa con rắn đó, nhưng là một vị tỷ kheo, một vị hiểu biết Phật pháp, để người ta đang đau khổ thì chúng ta biết cách dẫn đường. Chỗ này khó đó quý vị, chúng phải chuyện đơn giản một chút xíu vậy thôi. Rồi cứ lần nào cũng bắt cúng không được, thì đây bắt đầu khi bắt đầu họ đến chùa thì bắt đầu mới thuyết giảng cho họ nghe cái sự đau thương, cái sự mất mát, cái sự thương phải xa ghét, phải gần người thân của chúng ta như thế nào thế nào. Và kính thưa quý vị, đây là một lý, chúng tôi nói một lý nhỏ thôi ở trong cuộc đời hoằng pháp, cái cuộc đời làm đạo đó. Còn một mặt khác nữa, có nhiều người họ nói không sao đâu chứ, cái này thì mình hiểu biết Phật pháp, mình phá ngã phá chấp đi. Thế nào là phá ngã phá chấp? Nhiều khi họ muốn mình phải làm như thế này, phải làm như thế nọ, nhưng chúng ta phải biết cái nào nó đúng pháp, cái nào nó không đúng pháp. Đúng pháp chúng ta mới làm, mà không đúng pháp, thế nào là không đúng pháp? Việc làm này đưa đến sự nguy hại, đưa đến cái thứ nhất là nguy hại cho chính chúng ta về cái giới luật, thứ nhất. Thứ hai nữa, nguy hại cho chúng ta về cái đạo tâm, và nguy hại cho Phật pháp lại làm cái tiếng không hay. Bởi vì cái bậc xuất gia rất khác cái người thế tục. Quê quán nó dâm hi ách chu bạc cà tô, hình dáng ta đây khác hơn kẻ thế. Parapatipatha me chivika, sự nú mạng của ta cũng ở kẻ khác, không phải là làm những cái nghề nghiệp của thế tục, cũng không sinh hoạt như thế tục mới được. Chúng ta là người tu không thể ở nhà của thế gian được, chỉ là qua đêm do cái điều kiện bất khả kháng cho chúng ta buộc phải ở. Nhưng ở như vậy, nhưng sự sinh hoạt của chúng ta cũng phải đúng đắn, chứ không phải là người ta hát mình hát, người ta ca mình ca, người ta ăn mình ăn, người ta nói mình nói, không phải. Mà cái gì cũng vậy, một vị tỳ kheo biết cầm, biết nắm, biết xử lý. Thì chỗ này mà ngày hiện đại, xã hội hiện đại nó rất là ghê gớm, cho nên vì vậy cũng phải khéo mà giữ gìn. Và kính thưa quý vị, chúng ta hiểu biết thường thường á, là chúng ta hay nhân danh công lý, nhân danh công lý, vì cái chỗ đó nó thôi, cứ khởi lên cái tâm tốt, đừng có lên cái tâm chấp là được rồi. Nhưng cái điều này chúng ta nhớ, nó vi phạm về giới luật, pháp và luật không cho phép, chúng ta không nên làm. Làm cái điều này nó phạm luật. Chẳng hạn như người ta đờn ca hát sướng, người ta rượu chè bé bết, hay người ta la càng, hay người ta vui đùa gì đó, thì mình không thể làm như người ta được. Bởi vì mình khác hơn. Trong cái sự khác hơn này, đòi hỏi người tu phải có một cái tâm rất là mạnh mẽ, cái tâm rất là tốt, cái tâm rất là hay, cái tâm rất là đẹp, và cái tâm rất là vững chắc mới vượt qua được. Chứ không phải là rồi thôi, hoặc là vì cái tình dĩ nể cũng là chết. Sự thật ra cái gì nó cũng đúng, biết thượng tôn pháp luật. Đây chúng ta gọi là biết thượng tôn pháp luật, thì biết thượng tôn cái gì? Lời giải pháp và lời của Đức Phật. Không phải cạo đầu, không phải nói niệm Phật một cái niệm Nam Mô Phật cái là chúng ta thành tựu đâu. Hay hoặc là chúng ta học được một vài cái lớp giáo lý này, một vài cái lớp giáo kia, lý nọ, để chúng ta tự cho mình như vậy thì mình thông rành. Nào chỉ tu tập khởi lên một mạng nghi thôi, là đó là nguy hiểm như thế nào rồi. Chúng ta thấy
Đức Phật đã nói dục nó vui ít, nó khổ nhiều, sự não hại càng nhiều hơn. Nó như búa bó đúc, nó như hố than hừng. Như là nhọn, hay là nó như là cái sự nguy hiểm, nó mau, nó nhanh lắm. Có đôi khi chúng ta không đừng gì, thôi bây giờ mình làm vì Phật Pháp cho nên mình phải như thế này, mình phải như thế nọ. Có chừng chúng ta cũng bị ảnh hưởng của dục, muốn được danh, muốn được tiếng, hay là muốn được chứng minh mình là con người, có người lâu năm, mình có người hiểu biết thông rành, mình là con người như thế này thế kia. Kính thưa quý vị, hàng ngàn, hàng muôn, hàng trăm, hàng triệu cái tâm dục của chúng ta nó nguy hiểm, nó xuất hiện trong cái ác khởi sanh lên trong lòng mình rất là ghê gớm. Tu tập á, một ngày một cao á, một lớn á, là đưa đến sự buông bỏ. Chứ phải tu một ngày một cao một lớn là đưa đến sự chấp thú. Tôi là bao nhiêu năm đó, tôi là thầy đó, tôi là người trưởng thượng đó, bao nhiêu năm tôi tu đó, tôi là vị hòa thượng, tôi là vị yết ma, tôi là vị giáo thọ, tôi là vị tỷ kheo, vân vân, tất cả. Chúng ta lầm tưởng hết, coi chừng một sự nhẹ nhàng, một sự đơn giản, tu cao chừng nào, nhẹ nhàng nhiều chừng đó, bất chấp chừng đó, đơn giản chừng đó, biết đối diện với cái chết, biết đối diện với cái những cái nghịch cảnh, thì như thế mới là có khả năng biết chuyển hóa những cái những việc khó, cái việc lớn trở thành nhỏ, việc nhỏ trở thành không, và thành không, cái không đó chính là cái không gì, chính là cái mà chúng ta biết vượt qua, cái mà chúng ta biết có thể chúng ta bình tâm được, chúng ta vượt qua được. Chứ không phải là rốt cuộc rồi tu cao quá, một chuyện rất nhỏ, một chuyện rất là bình thường mà chúng ta cũng không vượt qua được, thì phải nói rằng khả năng rất là yếu kém. Cũng như chúng ta chứa được nhiều đạn dược, nhưng thực thật chúng ta không biết cách sử dụng đạn dược đó. Đó chính là những người nhiều khi học cho nhiều, nghe cho nhiều, biết cho nhiều, chứa quá nhiều không biết cái gì hết, vân vân. Quá thật, Phật Pháp này không, cũng như không phải nói nhiều mà gọi là hay. Không phải là một vị có như là tu lâu thì trở nên sư cũ thôi. Chứ có nghĩ rằng mình đã tu cao, mình là người thâm nhập Phật Pháp bao nhiêu năm, tu được bao nhiêu tháng, coi chừng năm tháng thời gian đó chỉ là một vị sư cũ thôi. Trăng trâu với gãy lùa trong tán, sư mỗi sớm lùa trong ra đồng rồi thấy tuổi già cái chết giường mong đưa con người chết tử vong đời đời, chỉ là như là một đêm ngày nhật nguyệt, cái kẻ trăng trâu lùa trâu ra đồng, một cái việc đêm ngày. Chúng ta không có đơn giản, chúng ta mà chúng ta chỉ tụng kinh rồi chúng ta chỉ bình tu cách bình thường, sống qua đời chờ qua, sống qua ngày chờ qua đời, không phải như vậy. Mà cuộc sống tu tập này là một giá trị tích cực, là một giá trị tiến tu, là một cái sự miên chảy mà có cái sự thay đổi của nội tâm để tâm của mình nó ly tham, để tâm của mình nó được nhẹ nhàng. Nếu không ly tham thì tâm cũng đỡ phải câu chấp, đỡ phải phải dính mắc nhiều, thì càng ít dính mắc. Quý vị biết, nếu chúng ta không hiểu Phật Pháp, tu là tốt, cái nào là chánh đạo, cái nào là tà đạo. Bây giờ nói chánh chánh tà tà, ai cũng nói rằng chánh hết trơn, chứ cái đạo nào mà nói rằng mình là tà đâu. Nhưng cái chánh là như thế nào, cái tà là như thế nào, cái đúng là như thế nào, cái sai như thế nào. Đức Phật Ngài dạy pháp nào mà khi thực hành, khi tu tập đưa đến dục tăng trưởng, không có ly tham, thì đó không phải là lời dạy của Phật. Mà pháp nào thực hành chúng ta cảm thấy nó khinh an, mà cảm thấy nó ly tham, cảm thấy nó bớt chấp, bớt sân hận, thì đó chính là lời dạy của Ngài. Khi chúng ta biết, khi chúng ta hiểu như vậy thì rất là tuyệt vời. Chúng ta quý vị, rất là tuyệt vời. Còn ngược lại, nếu như chúng ta không hiểu thì sự tình rất là
rất là nguy. Bởi vì sao? Trong cuộc đời này, phải nói rằng chúng ta có thể hiểu biết được rất là nhiều chuyện, chúng ta có thể biết được rất là nhiều điều, nhưng có những chuyện, những điều chúng ta không có thể nắm bắt được là ở trong Phật Pháp này. Ai cũng nói rằng mình như vậy, là như vậy. Không phải tự, tôi là đệ tử của vị hòa thượng này, tôi là đệ tử của thượng tọa nọ, là chúng ta đã được tốt đẹp đâu. Mà đó là chúng ta phải có một cái công phu, phải có một cái mài dũa, phải có một cái luyện tập, thì chúng ta sẽ được tốt đẹp. Bằng ngược lại, nếu như chúng ta không có tu tập và chúng ta cứ buông bỏ, thì đây là một việc nó rất là khác. Hay là ngày hôm nay chúng ta thấy nhiều vị hết sức là gan dạ, tự tu được bao nhiêu năm đó, cầm mấy cuốn kinh đó, nghe qua nghe lại một bài pháp thoại của các vị giảng sư này, của các vị giảng sư kia, bắt đầu lên thuyết giảng. Và khi thuyết giảng như vậy, rồi cũng coi như bắt chước cái âm giọng, bắt chước cái nhịp điệu, bắt chước cái cách nói, bắt chước cái lý của vị đó nói ra. Rồi quý vị không tin, tôi nói như vậy là vị thượng tọa này, vị giảng sư kia đã nói như vậy, chúng ta núp bóng. Đây là một sự nguy hiểm. Sự thật ra các vị đó không có bài bản, không có hiểu biết, mà lại dám đại ngôn lên phát biểu, là nói thẳng lên, là nói coi như tự cho mình coi như là mình tu 5 năm, 3 năm, 10 năm với hòa thượng, rồi chưa nói nữa có học vị nữa, tiến sĩ này, thạc sĩ nọ, rồi mồ Phật. Cái đó hù cái người không có biết, cái người không hiểu biết Phật Pháp, cái người không có hiểu biết nắm bắt gì. Chứ cái người biết nắm bắt là người ta nghe, người ta hiểu liền, sai lầm vô cùng. Cho nên Phật Pháp này không phải là cái, quả nhiên cái giá trị của Phật Pháp nó là sự dung chứa rất hết sức lớn, không có phân biệt màu da chủng tộc, không có phân biệt giới tính gì ghê gớm lớn lao, mà không có phân biệt chủng màu da, xin lỗi, màu da sắc tộc, không có phân biệt. Nhưng phải nói đúng, phải hiểu đúng, chứ chúng ta không có mà nhân danh công lý mà chúng ta nói điều này, nói điều nọ cho người này, cho người kia. Đó là chúng ta đã sai lầm, vô cùng sai lầm. Cái sự tu tập ở đây, kính thưa quý vị, nắm, ở trong còn nắm cái đầu. Quý vị thấy con rắn không? Nó luôn luôn ngẩng cái đầu, luôn luôn ngẩng cái đầu lên. Mà khi ngẩng cái đầu lên như vậy, mà chúng ta chụp cái đuôi đó, là nó quay lại nó cắn ta. Chúng ta chụp ở cái lưng, nó cũng có khả năng nó uốn lại nó cắn chúng ta, mà chúng ta phải chụp ngay cái đầu. Thì cũng vậy, cái sự tu tập phải đúng đắn. Những gì đây là lời Phật dạy, dựa trên Tam Tạng kinh điển, y như thị ngã văn. Chứ chúng ta không có nghe người đời cho rằng cái thế nói nó là như thế này, nó là như thế kia, rồi chúng ta chạy theo nó là chết. Khi chúng ta chạy theo nó thì kính thưa quý vị, là chúng ta lạc vào đời. Mà như nãy chúng tôi nói đó, thí dụ bây giờ nói Phật Pháp ly thế gian thì thế gian giác, coi như bất ly thế gian thì thế gian giác, còn nếu như Phật Pháp mà ly thế gian thì thế gian không thể giác ngộ được. Nói như vậy, kính thưa quý vị, chúng ta nói thế nào, ai là người sẽ hiểu biết được Phật Pháp, ai là người không hiểu biết được Phật Pháp? Chúng ta không có từ kia chỗ này. Tại sao chúng ta nó không từ tri? Vào đời nhưng không bị đời nhiễm đời, cái này rất là khó. Tâm của chúng ta là tâm phạm phu, dễ bị dính mắc, dễ bị sập bẫy. Trong bài kinh bảy mồi, chúng ta nhớ trong bài kinh bảy mồi đó, tu tập giữ gìn giới luật một chút xíu, hiểu biết Phật Pháp một chút xíu, tự cho mình là cao thượng cũng chết. Rồi chúng ta thấy tu tập rồi chúng ta được một chút xíu thiền định, chúng ta thể hiện một chút xíu thiền định cũng chết.
Nắm cái lá cây, tưởng đâu là mình là tuyệt chiêu rồi, rồi nắm được cái cành cây, đến cái vỏ cây, đến cái giá cây, ngay cả đó vỏ chứng đắc cả thiền định, nghĩ rằng mình đã tường tận, mình đã tận cùng, mình đã đi đúng, mình đã đi đến nơi gọi là đúng pháp, đoạn khổ diệt khổ, có phải không? Tất cả chúng ta đã sai lầm, tất cả chúng ta đã không đúng, không đúng với cái lời dạy của Phật. Mà cái lời dạy của Phật, Đức Phật đã dạy chỉ là cái gì? Pháp. Cái chỗ mà chánh pháp còn bỏ huống hồ là phi pháp. Cái chỗ chánh pháp này bỏ là bỏ làm sao? Đôi khi cái tâm của các vị tứ đạo á, các ngài không còn thiện ác nữa gì. Cái giá trị đó là cái giá trị cao cả. Cái chánh pháp đó đã được thực hành, chánh pháp đó đã được tu tập, đã được thành tựu. Cái chỗ tu tập, cái sự thành tựu nó rất là lớn. Các ngài đã thể nhập niết bàn, cho nên không còn phải cầm, không còn phải nắm, không còn phải ôm ấp cái thiện ác gì hết, cái chánh cái tà gì hết. Chứ chúng ta bao nhiêu mà chúng ta nói chánh pháp còn bỏ hố hồ là phi pháp, chúng ta nói một cách đại ngôn như vậy, coi chừng, coi chừng. Cái người mà cái điều gì mà gọi là chánh pháp mà chúng ta bỏ, trong một chánh tri kiến, chánh kiến dẫn đầu, nó phải dẫn đầu trong suối nguồn luân hồi của chúng ta. Nếu như chúng ta không có chánh kiến, chúng ta sẽ chết, chúng ta lạc vào tà kiến. Thì cái chánh kiến đó chính là cái tinh thần giá trị của chánh pháp. Cái chánh kiến đó không phải là làm thiện là điều tốt, mà chúng ta biết làm thiện, ngay cả luôn chứng đắc thiện mà ôm ấp dính mắc với cái thiện cũng là kết thúc. Mà sự tu tập nó mang tính vô ngã, đạt đến cái thượng thừa của vô ngã, đó chính là tứ đạo tứ quả. Các ngài mới không còn cái tham ái, không còn cái ngã chấp nữa, dầu chưa dính mắc, không có ái dục, ái sắc và ái vô sắc, không còn ly tham hoàn toàn, chấm dứt hoàn toàn. Và các vị đó chỉ an trú trong trong pháp, sống với cái sống với pháp. Cái việc mà chúng ta cho rằng đó là bây giờ chúng ta sống ở cõi dục, cho nên chúng ta tầm cầu dục, cho nên chúng ta nghĩ rằng thôi bây giờ mình sanh về cái cõi dục đó, mình sanh về cõi trời, mình hưởng lạc là được rồi. Nhưng cái thứ quý vị, chúng ta biết bao nhiêu lần đã ra vào các cõi vui ở dục giới này, và các cõi thiền ở sắc giới, và các cõi thiền ở vô sắc giới, ra vào rất nhiều lần. Và hôm nay chúng ta đang mang thân kiếp người khổ vui liên tục, mà khổ ít mà xin lỗi, vui thì ít mà khổ thì nhiều trong cuộc đời. Dẫu cho người đó có học cao, người đó có tiền của nhiều, người đó có đầy đủ như thế này như thế nọ, nhưng tất cả chúng ta thấy cũng là khổ đau nhiều hơn là vui, khổ nhiều hơn là vui. Chúng tôi khẳng định như vậy. Tại sao như vậy? Bởi vì cuộc đời này nó là một cái sự trôi chảy một cách liên tục. Cái vui, cái buồn, nó nối tiếp. Mà cái vui cái gì? Cái vui của hướng đến cái gì? Cái dục tầm cầu. Cái vui đó hướng đến cái gì? Dục ước muốn. Ước muốn mà như thế này, ước muốn mà như thế nọ. Bởi vì là Sokapadide của Đức Đô Mà Nai Su Ba Gia Sa, tức là cầu không được, muốn không được, là khổ. Trong bài kinh Chuyển Phục Lưng đó, thương xa ghét gần đó. Sokapadide của Đức Đô Mà Nai Su Ba Gia Sa, thương phải xa, ghét phải gần. Đó. Muốn không được, cầu không được, nó lại khổ. Cái đó là cái sự thật. Dầu cho cái người đó làm tổng thống, người đó làm vua, người đó làm quan chức, người đó làm triệu phú, người là tỷ phú, bao nhiêu tiền của, bao nhiêu nhiều cái điều kiện thuận về vật chất, nhưng cái giá trị tinh thần mãi mãi họ cũng không yên. Người nghèo thì khổ vì cái nghèo, người giàu khổ vì cái giàu,
Người không có tiền khổ vì không có tiền, mà người có tiền khổ vì có tiền. Đó là sự thật. Phải bị dục nó chi phối. Dục nó, cái sự não hại, cái sự tàn hại của nó là thật. Tại vì chúng ta thương một người, chúng ta cũng sợ người ta như thế này, sợ người ta như thế kia, rồi mình ghen ghét người ta thì mình thấy người ta hiện hữu hoài. Rồi mình thương người ta thì người ta đã xa, thương người ta cứ chạy, thương người ta cứ không không có hiểu, không có biết, vân vân. Tất cả những điều như thế thì đó là cái chỗ mà thương phải xa, ghét phải gần. Bao nhiêu đó cũng là một cõi u buồn, một cõi u phiền. Kính thưa quý vị, suốt đời của chúng ta không phải là một cõi đi về nữa, một cõi u buồn. Cứ vui rồi buồn, trên hai vai ta đôi vần nhật nguyệt, lộ suốt trăm năm một cõi đi về đó. Sáng đêm ngày, bao nhiêu chuyện làm, bao nhiêu chuyện làm, bao nhiêu chuyện làm. Chúng tôi nói quý vị đang ở cái nơi mà nó đầy đủ, mà nó đủ thứ đủ chuyện hết trơn. Mà có an không? Không. Bây giờ đó, khoa học hay à, khoa học giỏi à, chứng minh bằng hiện thực tất cả à. Nhưng thì chỉ có một cái con Covid vô hình, vô hình, vô tướng, vô tánh, vô vị, thất tấn công, ai cũng sợ hết. Không có đạn dược vũ khí nào mà chống lại nó, đó có thể giết chết nó được. Hạt nhân nguyên tử giết chết nó không được. Đó, tại vì sao? Cái đó là kiếp con người. Mà cái này đây chính là cái quả của đoạn kiến. Cái quả của đoạn kiến, cái quả của hiện thực. Đó. Chính là do dục tâm cầu đó mà nó đưa đến. Dạ, yeah, nó đưa đến. Bởi vì chúng ta thấy trời không thương, đất không tưởng. Nạn dịch hoành hành. Nếu như những ai hiểu biết, có tin tưởng, có hiểu biết á, thì nó còn đỡ. Còn hoàn toàn, người ta tất cả là không mà. Không cha, không mẹ, không tội, không phước, không Phật, không trời, không thiên, không thần, không thánh gì. Bàn tay ta làm nên tất cả. Bây giờ được rồi, ta giỏi lắm ha, ta hay lắm ha. Sẽ có một đó. À, cái không có bằng cái gì, nó bằng một cái nhân quả nó xuất hiện. Từ người lớn cho tới người nhỏ, từ người quyền cao chức trọng cho tới một người nhỏ nhất, thấp bé nhất đều phải sợ hãi. Thưa quý vị, đây là kiếp khổ của kiếp người. Sống, chúng ta nghĩ rằng chúng ta sống được tự do, chúng ta sống được thoải mái, chúng ta sống được yên vui, được tốt đẹp. Ngày nào còn hiện hữu, ngày đó sẽ còn nhiều khổ đau. Ngày nào còn hiện hữu, ngày đó phải chịu cái gì? Phải chịu khổ đau, cái sự vần xoay của cuộc đời. Vần xoay của cuộc đời. Cuộc vui nào rồi cũng tan, cuộc tiệc nào rồi cũng tàn, hội ngộ đúng, quả thật như vậy, rồi cũng sẽ chia ly. Nói nghe rất là buồn, nhưng cũng không thể nào mà chấm lại được. Rồi mỗi chúng ta, từng người đưa nhau đến mộ, đến nghĩa địa, đến đài hỏa táng. Ngày hôm nay chúng ta đưa người, ngày mai người đưa ta, hay là chúng ta chết cũng không có ai đưa. Chúng ta chết cũng ai biết. Một chúng ta chết không còn nguyên thân, có nghĩa là tan da nát thịt luôn. Đây là lời Phật dạy mà. Chúng ta không biết chúng ta chết khi nào, và chúng ta chết ở đâu. Ai cũng phải nói chết ở nhà, chết trong vòng tay vợ chồng, con cái, cha mẹ, anh em, có đâu chịu biết. Sống nay biết hôm nay, ngày mai bước ra đường không biết có đụng Covid hay không, không có tai nạn hay không, hay là cũng tai biến, hay cũng là bị đột quỵ, hay là bị nhiều cái tai ương dịch nạn nó tới cho ta khi nghiệp chúng ta chấm dứt. Cho nên kiểu mà tôi mới sợ. Rồi chúng ta không biết chúng ta về đâu, rồi chúng ta sẽ như thế nào. Một khi thần hiện về, nào ai có thể chở che cho mình
Hận nhân dù có chí tình cũng đành đứng đó làm thinh mà đứng nhìn thôi. Đó đó, cái cuộc đời này nó vui ít mà nó khổ nhiều. Nhưng tại sao chúng ta biết đời là khổ mà yêu thời vẫn yêu? Bởi vì cuộc sống của chúng ta tầm cầu dục, sợ mất cái dục, sợ nó tan biến cái dục. Cho nên hôm nay tan, không tan thì ngày mai cũng tan. Thôi kệ cầu cho lâu lâu cũng vậy, biết thì chúng ta sẽ chết, nhưng cầu chúng ta sống lâu lâu chút xíu. Chết sao cho nó an toàn, chết sao cho nó như thế này. Biết hiểu như vậy để chúng ta ôm ấp để làm gì? Chúng ta phải ân oán quá nhiều đi à, chúng ta phải chấp thủ quá nhiều đi à, phải giận quá nhiều đi à. Rồi đúng như vậy, phàm sở hữu tướng giai chuyển hư vọng, tất cả chỉ là giả. Nghe thì nó buồn nhưng đối chứng nó là thật như vậy. Rồi ta có cái nghiệp của ta, ta đến đây một mình, đi ra một mình, ta làm lành được vui gây dữ chịu khổ. Cách thâm phu tas me ra tinh đi qua quy tí bạch tành tỷ, ngày đêm nó qua mau lẹ, chúng ta xa sự sống gần cả chết. Nói đến sát na thì nó quá là cao, quá là ghê, nhưng từng hơi thở ra vào là chúng ta từng xa cái sống gần cái chết. Nói như vậy nghe nó gần kề chút xíu. Thì một năm có 365 ngày, và 60 năm cuộc đời, 70 năm cuộc đời, nó là con số cố định, đúng không vị? 70 năm cuộc đời là con số nhất định cho kiếp người sống. Chúng tôi trong 100 năm luôn, rồi bắt đầu đếm cái thời gian, nó không có tăng được nữa, không có tăng 101 ngày, mà nó giảm, bắt đầu sẽ giảm từng giây phút, từng ngày, từng giờ. Nếu chúng ta chịu khó, chúng ta suy nghĩ có cần thiết phải ân oán nhau không, cần thiết phải trách hờn nhau không, thì tự nhiên thấy như vậy thôi. Chúng ta biết chân tình, sống biết tốt với nhau. Hôm nay gặp nhau thì sống hết tình hết nghĩa, đúng pháp đúng lý. Liệu ngày sau có gặp nhau nữa không, thôi thì sẽ sống hết tình hết lý hết nghĩa. Rồi mong rằng chúng ta có ngày đoàn viên, có ngày sẽ gặp lại, nhưng gặp lại trong một cái điều kiện tốt, đừng là một điều kiện nghịch. Nếu điều kiện nghịch thì hãy bỏ qua đi. Nếu như là mất mát tình cảm đau thương thì hãy vượt qua đi. Cầu mong đừng có hận, càng hận càng giận là càng sớm gặp, bởi vì thương phải xa mà ghét phải gần, đấy là lời Phật dạy. Đó, thương phải xa ghét phải gần, tất cả tâm cầu dục là đau khổ. Mà Tỳ kheo A Đức Thái cho rằng dục nó là lạc, mà Đức Phật ngài khuyến khích đây là sai lầm. Đức Phật ngài nói rằng đó, như người bắt rắn, ngươi đã nắm ngay cái đầu của nó rồi, ý ngươi đã nắm ngay cái đuôi nó rồi thì nó quay lại nó cắn ngươi. Đối với ta nói dục nó vô ích, nó khổ nhiều, cái sự nguy hại nó càng nhiều hơn. Kính thưa quý vị, nói như vậy chúng ta nhớ cái mà quan trọng của kiếp sống con người, cái quan trọng kiếp sống con người, mình sống với cõi dục, mình đối diện với cái dục, nhưng mình đừng có bị dính mắc nhiều cái dục, mình đừng bị tự làm mình tổn thương nhiều, đừng giết chết mình trong cái vô cái buồn đó. Mà chúng ta biết đứng dậy trong cái vô cái buồn, chúng ta biết vượt qua. Như cái câu mà chúng ta lúc tôi nhỏ đó, chúng tôi không biết cái điều đó. Sư phụ Thầy Siêu rất thường đọc cái này cho nghe. Có dốc ngã mắt mới nhìn sáng suốt, có đau thương lòng mới cứng rắn hơn. Những chuyện gì các sư ngày nay chưa hiểu, từ từ lớn lên đi, đụng chạm bị khổ đau rồi sẽ biết.
lòng cứng rắn đây lòng vượt qua, chứ không phải là cái cứng rắn này để can trường, để đối diện, để không là lạ. Và chúng tôi ngày nay chúng tôi cái chuyện này không lạ, bởi vì nó rất là gần, nó rất là dễ để chúng ta phải bực bội, dễ chúng ta để sân hận, dễ chúng ta lại khó chịu. Cứ không cho là thì vặt vượt qua được. Có chấp ngã mắt mới nhìn sáng suốt, có đau thương lòng mới cứng rắn hơn. Nếu mà có thẳng có căng đó, như một dây đàn, đừng có căng quá, đừng có dùng quá, mà cái dây đàn đó thẳng thì cuộc đời này nó sẽ đỡ hơn. Cho nên vì vậy chúng ta đừng bao giờ cho rằng mình học được cái lý này lý nọ, ngoại trừ cái lý đó phải từ chính lời Phật thuyết. Đừng có nghe một cái người nào tự xưng rằng mình là ông trời ông Phật. Ông trời ông Phật cũng không có hiện hữu lên nữa. Ông Phật không có hiện hữu lên. Ông Phật không có có trở lại cuộc đời này. Chúng ta nhớ Phật đã tịch diệt cái pháp thân của Ngài còn để lại. Nhưng kim thân của Ngài đã tịch diệt rồi, nó mất rồi. Cái pháp thân, những lời dạy của Phật đó là sự hiện hữu trên cuộc đời này. Mà chúng ta không có tu theo lời Phật, mà chúng ta tu theo lời người. Lời của người, chúng ta đi tu theo lời của người không mà. Dẫu bất cứ người đó là người nào cũng sai lầm hết. Mà chúng ta phải y kinh nhất tự trên cái lời Phật thuyết, chính lời Phật thuyết Tam Tạng kinh điển kia. Ngoài ra Tam Tạng, những cái lời dạy của Phật đó là phi, đó là tà giáo, đó là ngoại giáo, đó là phi Phật ngôn. Bởi cái tinh thần truyền thống á, rất là đặc biệt. Chúng ta biết biết cầm biết nắm, mà quý vị hãy nhớ mình phải như thế nào rồi mình mới gọi là có khả năng tự mình ha. Chứ đừng nghĩ rằng tôi tu mà tôi không có chấp, còn mấy người tu mấy người chấp, mấy người tu mấy người chấp cái giới quá, chấp cái pháp quá, mấy người không cố gắng. Chứ tôi nghĩ bình thường, đúng, tôi có chấp giới, chấp cái chuyện tu gì hết, nhưng mình phải tu đúng. Do này chúng tôi nói nhắc lại, đừng có nhân công lý như thế này, thế nào có phá ngã phá chấp rồi, rồi chúng ta phá hết tất cả, phá những cái gì, phá cái gì, cái rồi chúng ta gọi là cái vào đời, chứ chúng ta không đánh mất cái đời của mình, cái đời của chính mình là cái tâm tư của chính mình, tức là cái khả năng, cái ý tưởng của chính mình hay cái lý tưởng của chính mình. Đó, một lòng chúng ta đi theo Phật, một lòng chúng ta tu tập, một lòng chúng ta muốn được thoát khổ, muốn được không còn khổ đau sinh tử nữa. Thì kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay cái câu này, mà hôm nay thì không phải là một cái giáo lý cao cấp, rất là ghê gớm, nhưng không phải là một chuyện tầm thường, mà đòi hỏi cái sự hiểu biết, cái sự tu tập qua tự thân của mỗi người. Và cái thiện ý không phải nói dễ mà làm khó, hay là nói khó làm dễ, hay là không phải cao quá thấp quá gì cả, mà cái sự thực chứng, cái sự thực nghiệm đòi hỏi một con người xuyên qua đã có thời gian chưa, đã có thực sự càng hiểu biết Phật pháp thì tâm của chúng ta nó càng an lạc, càng hiểu biết Phật pháp thì tâm của chúng ta càng tiến tu, càng nắm bắt được nhiều thì chúng ta lại càng được tốt đẹp an vui. Xin có đôi điều thuyết giảng như vậy, chắc chắn rằng còn cần nhiều cái sự giải thuyết, còn nhiều cái sự phân tích của chư Tôn Đức Tăng để cái ý nghĩa bài hôm nay được tốt đẹp hơn. Và xin chấm dứt thời giảng thuyết nơi đây. Kính ngưỡng mong quý ngài cùng quý vị hoan hỷ, nếu có địa chỉ sở thất, kính dân Phật Phước Lành đến đại thừa thích tứ đại thiên vương, các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, kính chia điều Phật Lành đến các vị chư thần chư thiên ở tại chùa Quảng Nghiêm cũng như ở các chùa và các nơi, chư Phật tử mong tất cả các vị chân linh ký linh tại nơi đây, tất cả những chúng sinh xung quanh nơi đây cũng như nơi nhà của quý vị và chư tăng được an lạc, được tấn quán, và mong cho tất cả quý vị chúng ta sớm chống qua cái nạn covid, dịch covid để chúng sinh được an cư, được lạc nghiệp. Nam mô Bổn Thầy và Nam mô Thanh Lành và Nam mô Sa Khai Giác. Sa chủ kính thưa chư tăng quý vị.
Bạch thưa từ từ siêu không có biết từ đó có cái khoái mà nghe được không? Nếu từ đó từ siêu nghe được xin dạ. Bạch thưa từ siêu có đôi khi ngoài đời người ta có nói câu là mình ăn cái gì mà hay ăn được thì nó không bổ bề ngang cũng bổ bổ bề dọc, tức là cho dù nó không tốt này cũng tốt cái kia. Thượng tọa sống trong chùa từ nhỏ tới lớn có bao giờ mà thượng tọa ghi nhận được là có những người có niềm tin vào Phật pháp, cái gì cũng nghĩ tới Phật pháp nhưng mà lại áp dụng một cái sai lạc và từ người đó tạo ra cái phiền não, tạo ra cái phiền phức cho mình, thượng tọa có ghi nhận điều đó không? Và nếu có thì xin thượng tọa hoan hỷ cho vài ý kiến về vấn đề này, cái tính thượng anh đã buông thầy. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị, những người có niềm tin đi vào trong Phật pháp nhưng mà họ lại đi lệch hướng, đem đến cái sự phiền phức cho mọi người chung quanh. Cái trường hợp này nó xảy ra rất nhiều. Ngày nay những người họ tín ngưỡng Phật giáo họ lại có một khuynh hướng là thích lập dị, làm một chuyện khác đi, khác đời để cho người khác chú ý đến, hoặc là vì họ có niềm tin nên họ đến với Phật giáo, nhưng mà vì họ không chịu học Phật pháp đến nơi đến chốn, chỉ biết bà mớ rồi họ lại áp dụng cái sự hiểu biết theo cái tư kiến chính đó, họ làm cho mọi người hoang mang, thấy họ có niềm tin, thấy họ tu tập cũng trang nghiêm đó, nhưng mà có điều họ làm như vậy thì những người khác cũng là những người thiếu hiểu biết, cho nên cứ tưởng đâu như vậy là đúng, như vậy là sự thật, và những người khác làm là sai. Cái trường hợp này xảy ra nhiều lắm thưa quý vị. Đó là trường hợp thứ hai. Hoặc là vì ban đầu thì họ đến với Phật pháp vì cái lòng lục tin, họ có thể xuất gia hoặc là có thể quy y Tam Bảo. Nhưng khi họ học Phật pháp rồi đó, họ hiểu biết Phật pháp rồi thì họ bắt đầu biến thái,
tâm lý biến thành cái tư tưởng, họ không như cái mục đích ban đầu, và họ bắt đầu chuyển hướng, dùng cái trí văn của mình, cái sự hiểu biết, cái sự thông suốt kinh điển của mình để mưu danh mưu lợi. Thậm chí có người họ muốn lập ra một cái hội chúng, và họ là cái người đứng đầu, họ muốn lập ra một cái tôn phái của riêng họ, và họ là người đứng đầu. Cái đó là vì danh về lợi. Như chúng ta thấy trong bài kinh này, Đức Phật đã dạy rõ ràng, một là tỳ kheo Đức Thán không có học hiểu Phật pháp cho nên sai lầm. Thứ hai nữa là học hiểu Phật pháp nhưng mà họ làm sai cái mục đích, họ không biết cách để làm cho tự mình được giải thoát. Họ giống như người bắt rắn, bắt được con rắn độc, nhưng mà họ nắm cái đuôi của nó thì con rắn nó quay đầu nó cắn cũng vậy. Hoặc là họ học Phật pháp rồi họ chấp thủ. Đức Phật này đưa được cái hình ảnh của một chiếc bè. Chiếc bè cái mục đích là dùng để qua sông. Khi đã qua sông rồi thì bỏ bè chứ không có chấp giữ. Chánh pháp còn phải bỏ, huống hồ là tà pháp. Những gì mà Đức Phật này dạy đó, những điều đó thế đã xảy ra và chúng sanh đã bị cái tình trạng này. Lời cảnh báo của Đức Phật cách đây trên 26 thế kỷ, nhưng mà hiện tại vẫn xảy ra đúng y như vậy, cho thấy rằng là những gì mà Đức Thế Tôn Ngài đã giác ngộ, Ngài đã biết về chúng sanh thì nó vượt ngoài cái thời gian. Đem chuyện xưa để chúng ta xét chuyện nay và chúng ta thấy rõ này. Cho nên chi chúng ta là những người có niềm tin nơi Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo, nhưng mà chúng ta luôn luôn phải có một cái trí tuệ biết cân nhắc, biết suy xét. Và chúng ta học hiểu Phật pháp, chúng ta chỉ nương theo đó để chúng ta đạt đến một cái mục đích cao quý, tức là cái sự giải thoát thôi. Hãy tập quán vô thường, khổ và vô ngã đối với các pháp hữu vi, để chúng ta đừng bị danh bị lợi chi phối. Có như vậy thì chúng ta mới không có bị sự khổ đau, không có bị sự sầu buồn.
Còn nếu như mà chúng ta không làm như vậy, chúng ta có niềm tin nơi Tam Bảo, nhưng mà cái niềm tin đó chúng ta thiếu sự hiểu biết và chúng ta thực hành một cách sai lạc, thì khi mà bị phiền não chồng chất, khổ đau xảy đến dồn dập, lúc đó đừng than thở tại sao mình có niềm tin ở Phật pháp, mình đi theo Phật pháp, học Phật pháp mà mình vẫn phải bị khổ đau như vậy. Đó là chúng ta làm sai. Đức Phật là ví dụ một cách trong một bài kinh kia đó, Đức Phật ví dụ giống như là một người mà nắm trong tay một nắm lúa sali. Sali là cái loại lúa hột dài và nó có cái đuôi nhọn. Khi mà họ nắm chặt thì cái đuôi nhọn đó nó sẽ đâm vào tai, đau nhức hoặc là rớm máu. Cho nên chúng ta phải biết gì, học Phật pháp chúng ta học đến nơi đến chốn, không nên học nửa vời. Và khi mà chúng ta học hiểu rồi đó, thì chúng ta hãy nhớ đến cái mục đích của chánh pháp mà Đức Thế Tôn thuyết là để qua sông, chứ không phải để nắm giữ. Đây là những điều mà chúng tôi xin chia sẻ với quý vị qua các câu hỏi, câu thảo luận số 2, câu sở luận thảo luận số 1 mà Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu Nam Mô Bổn Thầy. Sa thú kính thưa Thượng Tọa Tổ Sư. Thưa Thượng Tọa Tổ Sư, Thượng Tọa có thể trả lời cho một câu được rồi xin Thượng Tọa đi nghỉ. Thưa Thượng Tọa Tổ Sư, trong bài kinh này có câu Phật ngôn, mà câu này chúng ta phải đọc rất kỹ. Khi Đức Phật kỳ dùng ví dụ chiếc bè, người nói là chánh pháp còn phải bỏ huống hồ phi pháp. Nhưng mà khi nào chúng ta bỏ được chánh pháp? Nếu một người bình thường mà họ tuyên bố ồ bây giờ mình bỏ cả phi pháp và cả chánh pháp hết, bây giờ tốt rồi, đúng lời Phật dạy, thì lời tuyên bố như vậy nó có quá không? Kính thỉnh Thượng Tọa khoan hỷ trả lời. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, câu Phật ngôn chánh pháp còn phải bỏ huống chi là phi pháp, chúng ta cần phải hiểu rằng tất cả những lời dạy của Đức Phật là những cái phương pháp tu tập. Đó là chánh pháp tu tập. Và khi mà mình chưa đạt đến bờ bên kia, tức là chưa đạt được cái sự giải thoát, phiền não vẫn còn. Đến chừng đó mình vẫn phải nương vào thiện pháp và chánh pháp. Ví như có người nghe nói rằng chiếc bè mục đích qua sông, rồi cũng phải bỏ lại. Nếu mà người đó gần tới bờ, người đó bỏ bè thì người đó sẽ chết chìm. Bởi vì sao vậy? Bởi vì họ chưa có
thật sự an toàn bước lên bờ. Cũng vậy, câu Đức Phật đã nói có nghĩa là khi nào mà mình hoàn toàn diệt tận phiền não, chứng đắc quả A-la-hán, thì lúc đó là mới bỏ những cái thiện pháp, không cần tới thiện pháp. Nếu như mình nghe nói như vậy, mình bỏ sớm quá, trong khi phiền não vẫn còn, hoặc là tạm thời vắng lặng, tạm thời phiền não vắng lặng mà mình tưởng là đã giải thoát, rồi mình bỏ thiện pháp, không làm, không tu tập, thời như vậy cũng ví như là một người bị bệnh đi đến ông thầy thuốc, và ông thầy thuốc đã cho thuốc uống và căn dặn hễ khi nào hết bệnh thì ngưng, không uống thuốc nữa, bỏ thuốc. Khi anh ta về, ta uống thuốc mặc dù chưa điều lượng, chưa đủ thời gian, anh ta chỉ có cái cảm giác khỏe, khỏe hơn hồi cái lúc bệnh, mới là khỏe thôi, thì anh ta đã ngưng uống thuốc. Và do vậy bệnh nó tái phát. Và khi bệnh đã tái phát như vậy thì thưa quý vị, lúc đó uống thuốc lại thì nó đã bị lợn thuốc. Phàm phu chúng ta vẫn còn đang bị bệnh, cái chứng bệnh tham sân si. Và nếu mà chúng ta có tu tập giữ giới, có tu tập bố thí giữ giới, và có tu tập thiền định, tạm thời trong lúc mình chúng ta tu tập đó thì chế ngự được những cái phiền não, trước đây thì tham, bây giờ thì đã giảm bớt tham, trước đây mình sân, bây giờ giảm bớt sân, trước đây mình vô minh si mê, bây giờ mình đã có trí tuệ sáng suốt. Nhưng mà không có nghĩa là mình đã dứt tuyệt phiền não. Chỉ khi đạt kết quả vị A-la-hán, vị đó với tâm giải thoát biết rõ rằng sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, gánh nặng đã đặt xuống, sau đời sống này không còn đời sống khác. Biết rõ như vậy đó, thì ngay trong lúc đó là vị này không còn việc gì cần phải làm nữa, tức là đối với thiện pháp, đối với chánh pháp. Đến mức độ đó thì chúng ta mới không cần đến thiện pháp, không cần đến chánh pháp. Bởi vì chánh pháp của Đức Phật ngài thuyết là để thực hành, để đoạn trừ phiền não, chúng ta nhớ rõ được rồi. Chứ đừng có nghe nói là đạt đến quả vị A-la-hán rồi chánh pháp còn phải bỏ, rồi chúng ta tưởng đâu là lúc đó các vị A-la-hán là xem thường chánh pháp, không phải. Có nghĩa là không cần phải thực hành những cái thiện pháp nữa thôi. Nhưng mà cái sự kính trọng giáo pháp, lời dạy của Đức Phật, của Bậc Đạo Sư, thì các vị thinh văn A-la-hán, đệ tử của ngài luôn luôn
kính trọng, tôn trọng, vì nhờ pháp đó mà đạt được cái sự giải thoát, cho nên các ngài luôn luôn kính trọng. Nói bỏ ở đây có nghĩa là không áp dụng, không thực hành theo nữa, bởi vì khi đạt đến sự đoạn diệt phiền não hoàn toàn thì cái sự đạt đến cái sự thanh tịnh hoàn toàn. Với cái sự thanh tịnh hoàn toàn đó thì vị này không cần phải áp dụng, phải giữ giới như thế nào, phải ngăn ngừa những ác pháp như thế nào, phải chặn đứng tư tà tư duy như thế nào, phải vắng lặng năm trì cái như thế nào thì khỏi cần, bởi vì vị đó đã biết rõ, đã được giải thoát. Đây là những điều mà chúng ta cần phải hiểu. Nếu mà chúng ta không khéo, chưa chi chúng ta đã tuyên bố là bây giờ mình không cần phải làm phước nữa, không cần phải tu tập nữa, không cần phải giữ giới nữa, vì mình trong sạch. Cái đó là chúng ta hãy xem xét lại, có mình tuyên bố như vậy có đúng hay không, mình từ bỏ thiện pháp chánh pháp như vậy là có cái sự nguy hiểm hay không, là tự mình phải biết rõ. Đây là những điều mà chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua cái câu hỏi số 2 mà Thượng Tọa Vịnh Đẳng vừa đưa Nam Mô Bổn Thầy. Sa thú kính trinh Thượng Tọa Thầy Sư. Bây giờ thỉnh Thượng Tọa Thầy Sư đi nghỉ và tiếp theo là trả lời các câu trắc nghiệm. Không biết Thượng Tọa Pháp Đăng có mặt ở trước máy và Thượng Tọa Pháp Đăng có nghe được không? Nếu Thượng Tọa Pháp Đăng đang có mặt ở trước máy, xin thỉnh Thượng Tọa. Dạ, cho đáp án câu trắc nghiệm số 1. Câu nào sau đây được xem là chính xác theo Tam Tạng Kinh Điển? A. Có những lời Phật dạy chỉ vì hợp với tánh ý chúng sanh, nhưng không nhất thiết là đúng với sự thật, là luôn luôn đúng với sự thật. Có nghĩa là Đức Phật chỉ vì phương tiện mà nói thôi. Đây là một cái nhìn rất là phổ thông của Phật giáo Đại Thừa, là có những điều trong Tam Tạng, thí dụ như có lúc Đức Phật chia ra là Đại Thừa, Trung Thừa, Tiểu Thừa, nhưng có lúc là nói Nhất Thừa. Tại sao có lúc chia ba, chia hai, nhưng mà lúc nói một? Tại vì phương tiện mà nói thôi. B. Là trọng tâm của Đức, trọng tâm của những gì Phật dạy là luôn luôn liên hệ đến giác ngộ giải thoát. Những gì liên hệ đến giải thoát luôn luôn phù hợp với sự thật. Dạ. Dạ quý vị quan hệ chờ chúng tôi một chút nha. Dạ quý vị chờ chúng tôi chút xíu. Dạ. Tức là những gì Đức Phật dạy á, luôn luôn là liên hệ đến sự giác ngộ giải thoát. Và những gì liên hệ giác ngộ giải thoát, điều đó phải đúng với sự thật, chứ không thể là hư cấu, không thể là cái chuyện mà mình bày ra mình nói. C. Là nếu những gì ghi trong ngân sách mà phù hợp với kiến thức khoa học, đó là đúng lời Đức Phật dạy. Tức là mình lấy khoa học làm cái chuẩn. Nếu cái gì đúng hợp với khoa học thì mình nhận đó lời Phật dạy. Còn cái gì mà nó phản khoa học hay là nó không đúng với khoa học thì mình không hay mình hành trì. D. Nếu nghe ai nói gì đó do Phật nói, cần xem xét lại có hợp với logic hay không. Nếu hợp với logic thì là lời Phật dạy. Câu C là nói cái gì phù hợp với khoa học là lời Phật dạy. Câu D là cái gì hợp với logic là lời Phật dạy. Thì như vậy là 4 câu. Chúng ta sẽ lựa chọn A, B, C, D. Và cái thứ tôi học rằng hoàn thiện cho đáp án. Alo. Alo. Dạ, yeah, cảm ơn quý vị. Thì cái câu này trắc đề trắc nghiệm bài học. Thì giờ thấy Châu Phan B, Pháp Lữ B,
lắc bê metta bê diệu giác công lang từ bi trần đào huệ ngọc hoa nguyệt, các vị đều chọn cái đáp án này cô về. Thì chúng ta thấy rằng nếu mà nói về cái câu số 1, cái trắc nghiệm số 1, cái câu nào được được xem là chính xác cái tâm tạng kinh điển, a có những lời Phật dạy chỉ hợp với cái tánh ý chúng sanh nhưng mà không nhất thiết là luôn đúng với sự thật. Thì chúng ta thấy câu A này đó, thì thật sự thì quý vị biết rằng đối với lời dạy của Đức Phật á, thì nó là chân đế, nó là chân đế, dù là chân đế hữu vi hay chân đế vô vi, thì chúng ta coi trong bản niêu, nhất là chúng ta học trong vi diệu pháp đó, thì đó là sự thật. Mà cái sự thật đó đó là những người nào mà thấy đúng thì đều là như vậy hết, chứ không khác biệt. Nên Đức Phật ngày giảng dạy đó cho tất cả chúng sanh, thì cái sự thật đó nó không có bị thay đổi với cái thời gian hay không. Nên thường thường quý vị thấy pháp Đức Phật thiết thực hiện tại vượt vượt một thời gian đến để mà thấy có khả năng hướng thượng đó, dù là thời gian không gian nào đó, thì nó cũng vượt khỏi hết. Đây là điểm đặc biệt. Cái câu B là trọng tâm của những gì Phật dạy là liên hệ đến giác ngộ giải thoát, những gì liên hệ đến giác ngộ giải thoát luôn phù hợp với sự thật. Thì cái câu B này là một cái câu mà chúng ta rất là nên để ý, vì đây là một cái điều mà nhất là trong cái bài kinh Tứ Đế, bài kinh Chuyển Pháp Luân hay bài kinh Vô Ngã Tướng mà Đức Phật ngày đã thuyết giảng, đó là sự thật. Và cái sự thật này đó thì dù chúng ta có muốn chấp nhận hay không chấp nhận, nó đã là sự thật, là sự thật. Rồi cái câu C là những gì Đức Phật ngày dạy trong kinh sách có phù hợp với sự thật, đúng không? Những gì Phật dạy trong kinh sách phù hợp với khoa học là lời Phật dạy. Thật sự thì quý vị biết rằng khoa học đó, họ không có thể nào có thể hiểu được, mà họ thường cho là duy tâm á, đó là cái sự hiểu biết của chúng ta. Khoa học á, thì họ chứng minh những cái vật chất, họ chứng minh những cái gì mà họ có thể thấy nghe, họ có thể chứng minh những cái điều đó thôi, chứ còn những cái điều mà Đức Phật nói thì vượt hơn cái gì của khoa học họ đã thấy biết. Dù là hiện nay đó, thì chúng ta thấy rằng khoa học rất tiến bộ, nhưng mà những cái gì mà Đức Phật ngày nói đó thì nó vượt khỏi những cái lý luận hay là những cái sự mà tìm kiếm của con người. Vì Đức Phật là bậc tối thượng y vương, là ngày biết được cái phương pháp vượt khỏi, không phải là chỉ là dục giới về vật chất, mà sắc giới là những cái thiền định, và vô sắc giới là những cái không còn những cái sắc nữa. Nhưng mà Đức Phật ngày dạy cho vượt khỏi qua ba tam giới này để giác ngộ thành Phật. Nên khoa học không thể là chứng minh được vấn đề này. Nếu ai nghe nói điều gì đó, Phật nói suy xét logic, thì thật sự là cái sự logic đó thì nó chỉ ở một cái góc độ nào đó thôi, chứ còn nó không có hoàn toàn hết. Không hoàn toàn hết, bởi vì cái sự logic đó, cái nhiều khi những cái mà chúng ta thấy Đức Phật ngày cũng mà có nhiều khi người ta nói về toán học, của Đức Phật ngày cũng dạy về những cái phương pháp giống như toán học, nhưng mà thật sự ra nó vì Đức Phật là bậc đạo sư, bậc thiên nhân chi sư, nên ngày biết cách để thí dụ phù hợp với căn tánh của chúng sanh, mà những cái pháp đó là những cái pháp tối thượng, những cái pháp đó thực hành đó, đưa đến cái sự kết quả. Nên trong cái câu A, cái câu A, B, C và cái câu D đó, thì chúng ta chỉ thấy cái câu mà quan trọng nhất là cái câu B. Cái câu B là cái câu này á, là Đức Phật ngày thuyết giảng dù người ta thích hay không thích. Thích hay không thích có thể là nhiều khi mình hiểu rằng á, cái người đó chưa có hiểu, chưa có hiểu biết đúng sự thật, mà chỉ những cái gì phù hợp với họ, đương thời họ thích. Nên thường thường quý vị thấy Đức Phật ngày thuyết về cái bài kinh Đại Khổ Uẩn, chúng ta có cái vị ngọt của sắc, ví dụ như là chúng ta còn trẻ, những cái gì mà
nói về cái già nua đó, chúng ta không có cảm nhận được, chúng ta không cảm nhận được bao nhiêu hết đó. Đến lúc nào mà chúng ta già nua chúng ta mới cảm nhận, hoặc là có những người mà họ theo dõi thân tâm, họ biết sự sanh diệt đó, thì họ mới có cái sự chấp nhận, dù là họ không phải là đến già. Từ Đức Phật ngài nói rằng cái vị ngọt của sắc đó, làm cho người ta đam mê, cái nguy hiểm của sắc đó, làm cho người trí giác ngộ. Cái vị ngọt của sắc là lúc nào mà chúng ta đẹp á, chúng ta 16 hay 18 tuổi là lúc đó mà mọi cái điều nó đều tốt đẹp hết á, thì đó là cái vị ngọt. Nguy hiểm của sắc là cái già nua, đó là cái sự nguy hiểm. Và cái người trí hiểu được như vậy thoát ly. Cũng vậy, chúng ta thấy cái vị ngọt của cảm thọ đó là thiền định. Thiền định hay là những cái cảm giác dục lạc đi, nó thấp hay là cái tầng cao là cảm giác của thiền định. Nhưng mà Đức Phật ngài nói rằng nó cũng có cái sự nguy hại. Những cái cảm thọ nó cũng biến hoại, dù là thiền định nó cũng biến hoại. Mà thiền thì quý vị biết rằng thiền định nó là một cái mức độ cao siêu, chứ không phải là bình thường. Nhưng mà Đức Phật ngài cũng vẫn nói là cái vị ngọt của cảm thọ đó là những cái thiền chứng, những cái cảm giác lạc trú trong sơ nhị tam tứ thiền. Rồi cái nguy hiểm của cảm thọ là cái thiền chứng cũng bị hoại, quý vị. Những cái điều đó Đức Phật ngài nói như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật thì ngài dạy cái sự thật về tứ đế, hay là những cái bài kinh vô ngã tướng của Đức Phật ngài thuyết giảng để chúng sanh chứng ngộ đó, thường dù là ngay cái thời kỳ của Đức Phật cho đến thời của chúng ta, thì những cái bài kinh đó cũng là những cái khuôn vàng thuốc ngọc để cho tất cả chúng sanh thực hành. Không những loài người, chư thiên phạm thiên cũng thực hành những cái điều này, ma vương hoặc là bà la môn sa môn vì cũng thực hành điều này để thoát khỏi khổ đau. Nên chúng ta có một cái câu mà câu B là trọng tâm của những gì Phật dạy đó, là liên hệ đến giác ngộ giải thoát, luôn luôn phù hợp với sự thật. Dù là chúng ta muốn nghe hay không nghe, thích nghe hay không thích nghe, thì Đức Phật ngài vẫn tùy duyên để ngài nói. Ngài tùy duyên để ngài nói. Chúng ta thấy giống như là nàng Kisakotomi vậy, có con yêu quý mà rồi bị bệnh chết á, hỏi Đức Phật, nói Đức Phật tìm thuốc trị bệnh, ngài cũng vẫn nói hãy đi tìm họ hạt cải trong gia đình nào không chết thì ngài sẽ làm thuốc rồi cứu con của nàng. Nhưng mà nàng đi hoài, cuối cùng nàng hiểu không có một người nào trên đời này mà không chết, nên nàng đã tự giải quyết, nàng tự đem chôn con của nàng và tới nghe Đức Phật ngài và xin xuất gia, sau này trở thành vị thánh ni đặc biệt, rất là đặc biệt ở trong giáo hội ni chúng. Đây thì chúng ta thấy là như vậy. Nên chúng ta có cái đáp án là cái câu B trong cái câu trắc nghiệm này, theo đúng theo bài học. Bây giờ thì con xin thỉnh thượng tọa giới đẳng trở lại để tiếp tục điều hợp phần thảo luận trắc nghiệm. Sa thủ cái trường trường học đó, trường tọa pháp thân, trường tọa có ở trước máy và nghe được không? Nếu trường học từng nghe được, kính thỉnh trường tọa cho đáp án câu trắc nghiệm số 2. Một lần nữa xin được hỏi trường tọa pháp thân, trường tọa có nghe được không? Dạ vâng. Mời quý Phật tử trả lời cho câu trắc nghiệm số 2. Đôi khi Phật pháp được ví dụ như thuốc trị bệnh. Câu nào sau đây nói đến khía cạnh xác đáng nhất của thí dụ? A. Giá thành của thuốc. Thuốc hay là thuốc đắt tiền. Sở dĩ Phật pháp được thí dụ như thuốc trị bệnh, tại vì ở trong thực tế là thuốc nào đắt tiền là thuốc hay. B. Cái đẹp của thuốc. Thuốc có những thứ rất là đẹp, có thứ nhìn không có đẹp. C là hiệu năng của thuốc, tức là có thể trị được bệnh. D là giá trị hiếm quý của thuốc, thí dụ sừng tê giác chẳng hạn, mình giữ đi làm của. Thì bây giờ ở trong bốn cái khía cạnh của thuốc á, là tại vì thuốc đắt tiền, tại vì thuốc cái đẹp của thuốc, hai là thuốc có hiệu năng trị bệnh, bốn là thuốc quý hiếm để làm của, thì ở trong bốn điểm đó thì cái khía cạnh nào nó đúng với Phật pháp, đúng với cái ví dụ mà nói rằng Phật pháp được ví dụ như thuốc trị bệnh chữa bệnh. Xin mời quý Phật tử trả lời và kính thỉnh thượng tọa pháp thân Hoa Kỳ cho đáp án.
Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo. Kính đảnh lễ chư tôn đức tăng đang hiện diện trong rừng. Chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cái câu trắc nghiệm số 2 á thì hỏi là đôi khi trong Phật pháp được ví như là thuốc chữa bệnh. Vậy câu nào sau đây nói đến khía cạnh xác đáng của thí dụ? A là giá thành của thuốc, thuốc hay là thuốc đắt tiền. B là cái đẹp của thuốc. C là hiệu năng của thuốc để trị bệnh. D là giá trị hiếm của thuốc để làm của, giữ để làm của. Thì chúng ta thấy là ở trong Phật pháp á, thì có ví dụ giáo pháp của Đức Phật đó thì giống như một cái phương thuốc chữa bệnh. Phương thuốc chữa bệnh. Thật sự ra thì về thân bệnh thì chúng ta cần chữa thuốc đông y hay là tây y, hoặc là các cái biện pháp khác để mà chữa cho lành bệnh cái thân của mình. Nhưng mà về tâm bệnh thì chúng ta có bệnh rất là nhiều: tham sân si, tà kiến hoài nghi ngã mạn, vân vân. Thì những cái bệnh đó là nó cố hữu ở trong mỗi chúng sanh phàm phu. Và cái giáo pháp của Đức Phật á, thì có cái công năng diệu dụng để chữa những cái chứng bệnh đó nếu chúng ta biết cách chữa và uống đúng thuốc, giống như là chúng ta hành pháp của Đức Phật, lời dạy của Đức Phật đúng với cái bệnh đó đó, thì chúng ta sẽ chữa hết bệnh. Thì ở trong kinh đã có ví dụ như vậy. Thì cái câu A trước tiên đó là giá thành thuốc, giá thành của thuốc, thuốc hay là thuốc đắt tiền. Cái việc này nó không có chính xác lắm. Mặc dù là có những cái điều đó là người ta nói là cái gì nó có giá trị cao về phương tiện vật chất ấy, thì nó sẽ có cái tốt của nó. Nhưng mà có những chuyện chúng ta thấy hết sức là bình thường. Ví dụ như bây giờ có những người chữa bệnh bằng cái thuốc đắt tiền, nhưng mà có người chữa bệnh bằng thuốc đắt tiền đó là nó không hết. Ngược lại nó thì người ta chỉ những cái phương thuốc nó rất là đơn giản thường thức ở trong đời sống hàng ngày, nhưng người ta chịu cái loại thuốc đó thì nó cũng phải chữa hết bệnh thôi. Vì vậy cho nên cái giá thành thuốc á, giá có cao đi nữa đi cũng không thể nào đánh giá toàn bộ thuốc đó là thuốc tốt nha. Cho nên điều này nó chúng ta thấy nó không có chính xác. B là cái đẹp của thuốc. Sự thật ra thì thuốc là để chữa bệnh chứ không phải là thuốc là để cái đẹp. Có những cái loại thuốc chúng ta nhìn thấy nó đẹp, nó chữa hết bệnh. Nhưng mà có những loại thuốc mà chúng ta thấy mặt mày hình ảnh của nó không có đẹp đâu. Nhưng mà nó chữa hết bệnh. Cho nên cái điều này nó cũng phải chưa chắc như vậy. Chưa chắc phải là như vậy. C đó là hiệu năng của thuốc để trị bệnh. Thì cái điểm này đó thì chúng ta thấy rằng đúng như vậy. Cái quan trọng là cái thuốc đó, đó nó uống đúng, chúng ta bệnh gì chúng ta uống vô thì nó có kết quả điều trị của cái bệnh đó, nó lành cái bệnh đó. Thì cái đó mới là quan trọng. Dù thuốc đó nó đắt tiền hay nó rẻ tiền, nó đẹp hay là nó xấu, chúng ta thấy như vậy. Cho nên là cái quan trọng là cái thuốc để trị bệnh. Bởi vì người bệnh thì cũng trông mong là hết bệnh, mà muốn hết bệnh thì chỉ có điều trị, mà trong đó có một cái phương thức điều trị đó là uống thuốc. Cho nên đối với giáo pháp của Đức Phật á, thì được ví như một cái phương thuốc để chữa bệnh hiệu năng như vậy đó. Thì khi mà mình bệnh tham thì mình kiếm cái lời dạy nào của Đức Phật để chúng ta, cái pháp nào Đức Phật dạy ở trong kinh á, trong kinh, trong lực, trong luận á, trong tam tạng kinh điển, lời dạy của Đức Phật, chúng ta thấy cái nào, cái lời dạy nào mà nó có khả dĩ để mà mình điều trị được cái bệnh tham đó, thì mình phải cố gắng để mình điều trị thôi.
bằng cái giáo pháp của Đức Phật thì nó sẽ lành cái bệnh tham của mình, nó hết cái bệnh tham của mình. Tương tự như vậy, mình có bệnh sân thì mình sẽ trị bằng những cái phương thuốc mà Đức Phật ngài dạy, nó có pháp đối trị của nó, pháp đối trị. Như vậy thì cái câu C đó chúng ta thấy nó thích hợp, thích hợp hơn. Câu D đó là giá trị hiếm của thuốc giữ để làm của, thì chúng ta phải thấy như thế này nè. Thuốc dù nó hiếm đi nữa nhưng mà không phải là làm của. Bởi vì nó có giá trị là do nó có cái công năng hiệu diệu dụng của nó, nó có cái khả năng để trị bệnh thì nó mới có giá trị, chứ không phải là đem cất mà nó có giá trị, đem cất trong tủ quý là giá trị. Giống như có người, số người đồn thổi về dài cái loại thuốc trị bệnh dân gian mà xem như là cái đặc trị, rồi xem như là cái hiếm có ở trên cuộc đời, mình cất giấu trong đó, hoặc là mình biết cái công thức bào chữa rồi chết mình cũng mang theo, mình không có chữa được, ví dụ như vậy. Giống như thượng tọa Giác Đẳng nói khi nãy là cái sừng tê giác, người ta cũng thổi nhiều thứ. Sự thật ra nó nói bệnh này bệnh kia rồi mài cái sừng tê giác để trị bệnh, sự thật nó cũng không, không, không đúng hẳn như vậy. Rồi có người cất giữ nó như là cái gì đó quý hiếm lắm, không thể nào mà lấy ra được, thì cái chuyện đó nó cũng không có giá trị gì. Nếu mà thuốc mà nó quý mà chúng ta cứ cắt hoài không chữa bệnh thì nó cũng không có lợi, không có giá trị gì. Thì trong bốn cái đáp án ở đây đó, A, B, C và D đó, thì chúng ta thấy cái câu C thì nó đúng với lại cái hiệu năng của giáo pháp của Đức Phật, như là ở trong những cái câu Phật ngôn được ví như là giáo pháp như một phương thuốc chữa bệnh. Chúng tôi chọn cái câu C để làm đáp án. Thì ở đây đó thấy hầu như là các vị Phật tử cũng rất là đặc biệt, rất là hay, là các vị cũng đã trả lời thấy giác minh là C nè, lạc lê cũng là C nè, từ bi cũng là C nè, phong lan cũng là C nè, quan gì đó, quan loan loan lễ gì đó là C nè, ngọc huệ ngọc là C, ti là C, pháp lữ cũng là C, châu phan là C, gò cát biên hòa là C, diệu giác là C. Hầu như là các vị trả lời C hết. Quan hỷ cũng trả lời C. Rồi trần đạo cũng trả lời C. Quan nguyệt trả lời C. Chúc mừng quý Phật tử nha. Con tính thỉnh thượng tọa trở lại. Sao thú kính chức thượng tọa Pháp Tịnh. Hôm nay có một Phật tử nữa chắc hỏi chúng tôi một câu mà thật ra chúng tôi không biết trả lời thế nào, là quý vị hỏi rằng thầy có tin vào vận hạn không? Tại vì có những ngày ở trong room có đủ thứ trục trặc hết. Vị này nói không được, vị kia vắng mặt, vị nọ vắng mặt. Mà có ngày thì cái gì cũng tốt hết. Thì thật ra chúng tôi không biết trả lời sao, bởi vì thú thật mà nói thì chuyện đó có. Có khi có ngày gặp đủ thứ chuyện rắc rối hết. Và cũng có ngày thì cái gì tốt thì gì hôm nay cái gì tốt. Chị đang nói cũng rõ, cũng suôn sẻ và không ai bị gì hết. Và quý vị hỏi chúng tôi tại sao thì thật ra chúng tôi không biết được. Hoặc họ biết được cái chuyện cuộc sống nó là như vậy đó. Và hỏi chúng tôi có tin vận hạn hay không thì chúng tôi cũng không biết. Chỉ biết được là ngày nào tốt thì mình cứ hoa kỹ ngày tốt. Ngày nào mà nó gặp trung trắc nhiều á thì mình cứ chấp nhận về thôi. Chúng tôi xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp Phú Trà Trâm Ma. Kính chân chư vị giảng sư đã vào Room để thuyết giảng đảnh lễ quý ngài. Kính chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Xa thú lành thay.
chúng con xin thay mặt đại chúng trong rừng, chúng con kính tri ân quý chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý Ops đã yểm trợ cho các phần hành trong các lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Và Nam Mô Bụt Tha Giá. Sapa sangha rupa vena soti hondu